Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ nhất, gồm có từ chương 1 đến chương 8. Chương 1. Lời nói đầu. Con người ta thành bởi xác và hồn. Xác có ngày sinh, cũng có ngày chết, nhưng hồn thì sống mãi mãi, vì hồn thiêng không chết. Sống trong thể xác, người ta lo cho xác hơn lo cho hồn. Một tuần, 7 ngày, 24 giờ một ngày, người ta lo cho xác làm ăn ngủ nghỉ, hỏi được mấy giờ lo cho hồn. Con người tự nhiên là thế. Nhưng nếu cứ sống tự nhiên với đủ thứ đam mê, người ta có thể lao đầu vào tội lỗi không mỏi mệt. Càng tội lỗi, lương tâm càng chai cứng. Càng chai cứng, càng khó cải thiện đời sống. Không cải thiện, sẽ không lo phần rỗi linh hồn đời sau. Khi không lo phần rỗi, tức là rơi vào bẫy độc hại của quỷ dữ. Nói xúi dục người ta để thư thả, để tính sau, việc gì mà vội. Còn nhiều giờ, đây chính là kế hoạch thành công nhất của Satan Hỏa Ngục. Margaret Mitchell, tác giả cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng Gone with the Wind, dịch ra nhiều thứ tiếng, tiếng Việt là Cuốn Theo Chiều Gió. Trong tiểu thuyết này, nhân vật chính là cô Scarlett. Từ đầu tới cuối chuyện, cô thường nói câu, để mai sẽ lo chuyện đó. Tới trang cuối cùng, khi đã mất người chồng thứ ba là Rod Bluster, Scarlett còn nói, để mai tôi sẽ chiếm lại Red Bluster. Chính người thuật chuyện nói rằng, Margaret là một người công giáo, xa giáo hội đã nhiều năm, cứ hoãn việc trở về với giáo hội, và có ai nhắc thì bà ta chuyên lặp lại câu, để mai sẽ lo chuyện đó. Bà bị tai nạn xe hơi tại Atlanta, Georgia. Một người bạn rất thân của bà kể lại rằng, khi mê man bất tỉnh, bà ta cứ lặp đi lặp lại câu này, để mai sẽ lo chuyện đó, nhưng đã không có mai nữa. Bà chết ngày 16 tháng 6 năm 1949. Một triết gia Hy Lạp nói, cái gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai. Đừng để đến ngày mai. Nếu Chúa cho còn sống, tim còn đập, trí khôn còn sáng suốt, hãy lo cho phần rỗi đời đời, đừng đợi phút chót mới lo. Đừng chờ vào phép lạ Chúa sẽ ban để cứu rỗi. Liệu có đáng được không? Chớ liều lĩnh. Chương 2. Người dân Việt Nam nói gì về hỏa ngục thường gọi là địa ngục? Theo tác giả Hoàng Trọng Miên trong Việt Nam Văn Học Toàn Thư cuốn 1, người ta biết được về hỏa ngục mà người Việt Nam thường gọi là địa ngục. Quan niệm này chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng người Trung Hoa trong thời đô hộ và ảnh hưởng của Phật giáo. Theo đó, địa ngục có nơi chốn, có thời gian, có những hình khổ dữ dằn. Nhưng theo ước vọng của con người, tội nhân được hóa kiếp và được cứu độ. Thưa quý thính giả, những chi tiết này nói về những sự hiểu biết theo Phật giáo cũng như theo kiếp luân hồi, cho nên chúng tôi không đi sâu vào những chi tiết ở trong chương này, bởi nó đi ngược lại với giáo điều của người Công giáo.
Chương thứ ba, trong Thánh Kinh Tân Ước, Chúa Giêsu nói gì về hỏa ngục? Qua ba sách Tin Mừng Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca và sách Khải Huyền của Thánh Gioan, người ta thấy có 20 lần nói về sự hiện hữu, nơi chốn, hình khổ và thời gian trong hỏa ngục. Toàn là những điều ghê rợn phải đền tội theo hình phạt công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là sự thật, không lẽ người nói quá đáng để hù dọa người ta ư? Thứ nhất, Tin Mừng theo Thánh Matthew, 10 lần Chúa Giêsu nói đến hỏa ngục. Đoạn 5, trước hết đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 5, khi Chúa Giêsu dạy về đức công chính của người môn đệ, người đã nói tới hỏa ngục 3 lần trong đoạn này. Matthew đoạn 5 câu 22, anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa, còn thầy thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải đưa ra trước thượng hội đồng, ai rủa anh em mình là khùng thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đối với người Do Thái xưa, gọi ai là đồ ngốc là một sự sỉ nhục nghiêm trọng. Có một sự gia trọng về hình phạt song song với tội phạm. Ra tòa lần đầu là tòa án địa phương, lần hai là tòa thượng thẩm tại Jerusalem, và sau cùng nặng nhất là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đây chỉ muốn nói đến hình phạt nặng nhất so với hai trường hợp trên, chứ không nói đến lửa hỏa ngục đời đời. Gion là thung lũng phía nam Jerusalem. Ngày xưa có thời đã có những miếu thờ kiều ngoại giáo. Những nơi này đã bị thiêu hủy trong những cuộc cải cách tôn giáo. Từ đó lửa Gion dần dần trở thành biểu tượng cho sự loại trừ, như những phế vật bị đốt trong lửa không hề tắt. Sau cùng Gion đã trở thành hỏa ngục để chỉ sự loại trừ vĩnh viễn. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Những ý nghĩ bất chính tự ý diễn ra trong đầu chưa phải là tội, cần phải xua đuổi bỏ ngay đi. Chỉ khi nào cố ý thèm muốn mới thành tội. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Cần phải tránh nguyên nhân xa gần làm mình phạm tội mất phần rỗi. Tiếp đoạn 10, Chúa Giêsu nói trước về những cuộc bách hại, người lại nói tới hỏa ngục một lần nữa. Matthew đoạn 10 câu 28, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Qua đoạn 18, chân, tay và mắt là cần thiết cho cơ thể con người sống và làm ăn. Nhưng khi nói về đừng làm cớ cho những kẻ bé mọn sa ngã, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh thà cụt tay, cụt chân, chột mắt mà được cứu rỗi, còn hơn bị sa hỏa ngục. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 8 nói rằng, nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Thánh Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 9, nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc và ném đi, thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Tiếp theo đoạn 23, khi mắng những người Pha-ri-sêu giả hình, Chúa Giêsu nói hai lần trong câu 15 và câu 33. Matthew đoạn 23 câu 15, khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình, các ngươi rảo khắp biển cả, đất liền để dụ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 23 câu 33, đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Đọc tiếp đoạn 25 về cuộc phán xét chung. Chúa Giêsu hai lần nói với những người thiếu sót trong đức ái.
với người nghèo khổ. Câu 41. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Câu 46. Thế là họ sẽ ra đi, để chịu cực hình muôn kiếp. Phần thứ hai, tin mừng theo Thánh Marco. Bước qua tin mừng theo Thánh Marco, vắn nhưng không phải không kém phần quan trọng. Chỉ trong đoạn 9, Chúa Giê-xu nói tới 3 lần về tay chân và mắt làm dịch tội. Người ta thường nói giàu về hai con mắt, khốn khó hai bàn tay. Không gì khổ bằng mù mắt, cụt chân tay, mà Chúa bảo chặt đi, móc vút đi. Đoạn 9 câu 43, nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề. Chương 4. Giáo hội dạy gì về hỏa ngục? Trích sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Những điều kinh thánh quả quyết trên đã được Giáo hội Công giáo trình bày trong sách giáo lý Công giáo do Đức Giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị ban hành năm 1992 trong các số sau: số 1861, tội trọng là một khả năng căn bản của tự do con người cũng như tình yêu vậy. Nó kéo theo sự mất đức ái và mất ân sủng thánh hóa, tức tình trạng ân sủng. Nếu tội trọng không được chuộc lại bằng một sự sám hối và ơn tha thứ của Thiên Chúa, nó sẽ gây nên sự bị loại ra khỏi nước Thiên Chúa và bị chết muôn đời trong hỏa ngục. Vì sự tự do của ta có thể thực hiện những sự lựa chọn cho muôn đời, không trở lui. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể phán đoán về một hành vi tự nó là tội trọng, nhưng khi xét đoán người khác, thì chúng ta phải phó thác sự đoán phán đó cho sự công bằng và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Số 1033. Chúng ta không thể hiệp nhất với Thiên Chúa nếu không tự do lựa chọn yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta phạm tội cách nặng nề chống lại Ngài, chống lại tha nhân hoặc chống lại bản thân chúng ta. Ai không yêu mến thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình thì nó là tên sát nhân. Mà anh chị em biết không một kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh cửu ở trong mình. Chúa Kitô đã cảnh cáo rằng chúng ta sẽ bị lìa xa Ngài nếu chúng ta bỏ qua không đáp ứng những nhu cầu nghiêm trọng của những người nghèo khó và của những kẻ bé mọn, anh em của Ngài, chết trong tội trọng mà không sám hối và không đón nhận tình thương đầy từ bi của Thiên Chúa, có nghĩa là sẽ mãi mãi lìa xa Chúa do sự tự do lựa chọn của ta. Và danh từ hỏa ngục được dùng để chỉ tình trạng ly khai cách chung cuộc khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa và với các thánh trên trời. Số 1034. Chúa Giê-xu thường nói đến hỏa ngục, đến lửa không bao giờ tắt, dành cho những ai cho đến lúc chết vẫn từ chối, tin và trở lại. Và đó là nơi cả hồn lẫn xác có thể bị hư mất. Chúa Giê-xu đã dùng những lời nghiêm khắc rằng Ngài sẽ sai các thiên thần tới để lượm tất cả những kẻ làm điều gian ác và quẳng chúng vào lò lửa bừng bừng. Ngài sẽ tuyên án, hỡi những kẻ vô phúc, hãy đi khỏi mặt ta vào nơi lửa muôn đời. Số 1035. Giáo huấn của giáo hội khẳng định có địa ngục và tính vĩnh viễn của địa ngục. Linh hồn của những người chết trong tình trạng mang tội trọng
sẽ lập tức phải xuống hỏa ngục, lửa vĩnh viễn. Hình phạt chính của hỏa ngục là bị muôn đời xa cách Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài, con người mới có thể có sự sống và hạnh phúc. Đó là mục tiêu của con người khi được tạo thành, và con người hằng khát vọng. Giáo lý điều 1036, những khẳng định của Thánh Kinh và những giáo huấn của Giáo hội về hỏa ngục là một lời kêu gọi tới trách nhiệm của con người trong việc sử dụng tự do của mình, hướng về số phận muôn đời của mình. Đó cũng là lời kêu gọi khẩn thiết, hãy hối cải. Các ngươi hãy vào qua cửa hẹp, vì rộng rãi thanh thang là đường đưa tới hư mất. Và nhiều người đi con đường này, còn cửa hẹp và đường hẹp thì dẫn tới sự sống, nhưng ít người tìm ra nó. Không biết ngày giờ nào chúng ta phải luôn tỉnh thức như lời khuyến cáo của Chúa, để khi chấm dứt dòng đời độc nhất của cuộc sống trần gian, chúng ta đáng được nhận vào dự tiệc cưới với Ngài và được kể vào số những người được Thiên Chúa chúc phúc, thay vì bị gạt ra do lệnh của Thiên Chúa để xuống chỗ lửa muôn đời như những đầy tớ xấu nết và lười biếng. Đó là chốn tối tăm bên ngoài, nơi có tiếng khóc lóc và nghiến răng. Giáo lý 1037. Thiên Chúa không tiền định cho một người nào phải xuống hỏa ngục. Điều này cần phải có một sự chủ ý xoay lưng lại với Thiên Chúa, và đó là một tội trọng, và cố chấp ở trong tình trạng này tới cùng. Trong phụng vụ thánh thể và trong các lời cầu nguyện hàng ngày của các tín hữu, giáo hội khẩn xin lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng muốn không một ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người đi tới sám hối. Đây là lễ vật mà chúng con, những đầy tớ cha, và tất cả gia đình cha dâng lên cha. Xin cha nhận lễ vật này theo lòng nhân hậu của cha. Cúi xin cha bảo đảm cho đời sống chúng con được bình an. Xin cứu vớt chúng con khỏi bị án phạt, và xin nhận chúng con vào số những kẻ được chọn của cha. Trích Lễ Quy Roma. Chương 5. Đức Thánh Cha Benedicto 16 nói về hỏa ngục. Tình yêu Chúa cao quý, nhưng Chúa công bằng, có phán xét thiên đàng hỏa ngục đời đời. Đức Thánh Cha Benedicto 16 nói trong bài giảng lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ khi thăm một sứ đạo tại Roma về sự quan trọng của tình yêu Chúa rằng: tình yêu là lòng thương xót thì cao cả, nhưng những ai chối bỏ Ngài nên biết rằng hỏa ngục hiện hữu và đời đời. Chỉ có tình yêu Chúa mới có thể biến đổi từ bên trong hiện hữu của con người, theo sau là hiện hữu của mọi xã hội. Và chỉ có tình yêu vô biên Chúa mới giải thoát khỏi tội lỗi là nguồn gốc mọi sự dữ. Tình yêu đó phản ánh trong hy sinh của Chúa Kitô. Ngài đến với mục đích rõ rệt là cứu độ các linh hồn. Chúa Kitô đến nói với chúng ta rằng Ngài ước mong mọi người lên thiên đàng, và rằng hỏa ngục có thật và tồn tại muôn đời cho những ai đóng kín tâm hồn lại, không đón nhận tình yêu Chúa. Nhưng ngày nay người ta không nói tới hỏa ngục nhiều nữa. Điều cần phải hiểu rằng kẻ thù thực sự gắn liền với tội lỗi. Nó đưa ta tới sự thất bại của sự hiện hữu riêng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa ban tặng lòng thương xót và sự tha thứ cho kẻ có tội. Nhưng điều chân thực là Chúa cũng bày tỏ sự công bằng, dù trên hết Ngài là tình yêu. Nếu Chúa ghét tội, vì Ngài yêu thương mỗi người chúng ta vô cùng. Là một thần học gia, Đức Thánh Cha đã viết về hỏa ngục trong vài dịp khác nhau. Năm 1968, trong cuốn Nhập Đề Kitô Giáo, Ngài diễn tả hỏa ngục như một tình trạng của hữu thể bị bỏ rơi. Sự cô đơn
trong đó tình yêu không vươn tới nữa. Trong cuốn Thiên Chúa và Vũ Trụ, cuốn sách đối đáp dài xuất bản năm 2000, Ngài nói giáo hội nhắc nhớ con người về thiên đàng và hỏa ngục để nhấn mạnh rằng người ta có trách nhiệm đối với Thiên Chúa, rằng có sự phán xét, rằng đời sống con người có thể bỏ không làm điều tốt hoặc tiến đến với tai họa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo định nghĩa hỏa ngục như là một tình trạng tự loại mình cách quả quyết khỏi sự thông hiệp với Thiên Chúa và các phúc nhân. Chương 6: Thần học chứng minh về hỏa ngục. Theo giáo lý Công giáo, những ai chết trong tội trọng đều bị lửa hỏa hình. Chứng minh, mọi tội trọng đều là xa lánh Thiên Chúa và quay về với sự thiện mau qua, đáng chịu lửa hỏa hình. Mà ai phạm chỉ một tội trọng cũng là xa lánh Thiên Chúa và quay về với sự thiện mau qua. Vậy nếu ai chết trong tội với tình trạng xa lánh Thiên Chúa thì phải bị lửa hỏa hình, nếu không ăn năn sám hối làm hòa cùng Thiên Chúa. Những điều then chốt trong đức tin về hỏa ngục: thứ nhất, có hỏa ngục; thứ hai, tội nhân bị phạt chết là xuống ngay; thứ ba, hình phạt không đều nhau; thứ bốn là hỏa ngục đời đời; thứ năm, dầu là Kitô hữu đôi khi có làm việc thương xót mà chết khi mắc tội trọng thì vẫn xa hỏa ngục; thứ sáu, không có giảm bớt thiết yếu. Hai thứ hình khổ trong hỏa ngục là thất khổ, không được thấy Thiên Chúa; giác khổ, bị lửa đốt, Thiên Chúa dùng lửa đốt chứ không để biến hóa họ. Hỏa ngục ở đâu? Dưới những tầng sâu trong lòng đất. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Thánh Augustino nói rằng, tôi nghĩ phải dạy rằng hỏa ngục ở dưới đất hơn là lập luận tại sao phải tin hỏa ngục ở dưới đất, hoặc tại sao lại phải nói rằng hỏa ngục không ở dưới đất. Chương 7: Mặc Khải Tư nói về hỏa ngục. Câu chuyện thứ nhất với nữ tu Agreda năm 1660. Nếu ở thiên đàng, mẹ còn có thể phải đau khổ. Mẹ đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất. Trong khi cuộc đời qua đi quá mau chóng như vậy, mà con cái giáo hội cứ tự vướng mắc vào giò bẫy ma quỷ, mê theo cuộc sống kiêu sa, ve vuốt dục vọng xác thịt, tự lên án phạt mình đời đời, mặc dầu được Chúa ban cho mọi thứ ân sủng. Có lẽ họ ngờ rằng được chết một cách tự nhiên, dứt bỏ được cuộc đời như loài thú là sung sướng rồi. Nhưng không đâu, còn hỏa ngục nữa, hỏa ngục đời đời sẽ ngốn nuốt họ. Tự lao mình vào đó thật ngu dại, tội lỗi chừng nào. Hỡi phàm nhân lầm lạc, các con cứ nghĩ đi đâu, các con làm gì thế? Các con có biết thế nào là nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, là thông phần đời đời vào sự sống và vinh quang của người không? Các con tìm gì để thay vào hạnh phúc vô cùng ấy được? Con sẽ không thể tìm được một hạnh phúc nào khác đâu. Ai đã làm tâm trí các con mờ đục và mê loạn như thế? Các con cũng phải suy nghĩ cho kỹ rằng, lao nhọc ngắn mà hạnh phúc hay tai họa vĩnh cửu sẽ vô cùng. Trích trong Maria, Thần Đô Huyền Nhiệm. Câu chuyện thứ hai, Ba Thị Nhân Fatima, năm 1917. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra với ba thị nhân. Lucia kể lại, sau khi đến đồi Covadaria, gần chỗ cây sồi,
nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến. Bà muốn con làm gì? Ta muốn các con tới đây ngày 13 tháng tới. Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hàng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp. Hãy hy sinh cầu cho các tội nhân và lập lại mỗi khi hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước. Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa. Ma quỷ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng cháy đen hay đỏ sực đang ngòi ngóp phập phồng. Có lúc bị tung lên với những ngọn khói đen kịt, rồi văng trở lại biển lửa kinh khiếp, rên xiết, thống khổ và thất vọng. Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ. Chắc vì thế mà chúng con khóc thét lên, như những người chung quanh con sau này cho con biết. Quỷ dữ có thể phân biệt vì chúng coi hung dữ tàn bạo như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò. Kinh sợ và hốt hoảng, chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nhân từ buồn sầu nhắn nhủ: các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Đức Mẹ dạy sau kinh sáng danh của mỗi chục kinh kính mừng, thì nên đọc thêm lời kinh này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Câu chuyện thứ ba với nữ tu Josepha năm 1923. Trong cuốn Tiếng gọi tình yêu, Chúa cho chị xuống hỏa ngục, chị viết lại rằng: tôi bị đẩy vào một cái hang có lửa đỏ rực, và dường như tôi bị ép giữa hai khối lửa, và có dùi sắt nung đỏ xuyên thấu khắp mình tôi. Một mùi hôi thối nồng nực khiến người ta phải ngột ngạt gớm ghê, nôn mửa bay tỏa khắp nơi như mùi thịt thối đốt chung với diêm sinh và hắc yến. Tiếng gào thét inh ỏi. Chị Josepha ghi lại một phiên họp của quỷ. Quỷ Chúa phán: theo ý ta, với hạng người này tụi bay làm chúng ơ hờ, rồi cuối cùng hướng theo lòng ác. Với hạng người kia, chúng bay cám dỗ chúng bằng tính tham lam, tích trữ bạc vàng, tiền của. Với hạng khác, tụi bay cho chúng cái mồi dâm dục, để chúng mù quáng trong cái thú hư đốn, nhảy nhót, khiêu gợi, phim ảnh đồi trụy, sách báo tục tiểu, nhậu nhẹt say sưa, chơi bời dâm đảng, vân vân. Chuyện thứ tư với nữ tu Faustina năm 1936. Trích nhật ký Thánh Faustina người nước Ba Lan, được Chúa Giêsu dùng làm người truyền bá lòng thương xót Chúa. Hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Hôm nay tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hỏa ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn, rộng toang hoác và rùng rợn biết bao. Tôi đã thấy các thứ khổ hình như sau. Thứ nhất, khổ hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục chính là việc mất Thiên Chúa. Khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên. Khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi. Khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không hủy diệt linh hồn. Đó là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên. Khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng. Và mặc dù giữa tối tăm, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau.
và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình. Khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan. Khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Khổ hình thứ tám là những khổ hình đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là khổ hình giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình. Ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa nhìn thấy những cực hình ấy, nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi, muôn kiếp tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa, để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hỏa ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó không ai có thể tả ra như thế nào. Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hỏa ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hỏa ngục hiện giờ, nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hỏa ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải lụy phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhòa so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi đến đó, hầu như tôi không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao. Vì vậy tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con thà chịu khổ cực, khốn khổ cho đến tận thế, giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất. Chương 8. Linh hồn hỏa ngục hiện về cho biết. Câu chuyện thứ nhất, tướng Victor người Nga, trích trong tác phẩm Sự hiện hữu hỏa ngục của Gaston de Jesus, công giáo người Nga. Câu chuyện xảy ra tại Moscow vào năm 1812, ngay trong gia tộc tôi. Cậu tôi là tử tước Rostochin, lúc ấy là thống đốc quân sự tại Moscow. Cậu tôi giao thân với một tướng gọi là tử tước Orlov, một người tài giỏi nhưng lại khô khan đạo nghĩa. Một tối nọ sau khi dùng bữa chiều, tử tước Orlov bắt đầu nói chuyện đùa với một tướng tạm gọi là tướng Victor, vốn theo triết thuyết hoài nghi của Voltaire. Dần dần câu chuyện đưa đến vấn đề tôn giáo, thường bị hai người chọn làm đề tài chế nhạo, và dĩ nhiên trong đó có đề tài hỏa ngục. Tử tước Orlov khiêu khích trước. Ông ta nói, không rõ bên kia nấm mồ có cái gì khác hiện hữu không? Tướng Victor đáp, được rồi, nếu quả thực có cái gì đó thì một người trong hai chúng ta ai chết trước sẽ hiện về báo cho người kia biết. Anh đồng ý không? Tử tước Olaf gật đầu, đồng ý. Rồi ông giơ tay bắt tay bạn như cử chỉ giao kèo, phải trung tín giữ lời đã hứa. Sau đó một tháng, tướng Victor nhận lệnh rời thủ đô Moscow để đảm trách một chức vụ quan trọng trong quân lực Nga, vì hoàng đế Napoleon đệ nhất của Pháp vừa tuyên chiến với nước Nga. 3 tuần sau, vào sáng sớm tinh sương, tướng Victor đi một vòng để do thám địa điểm của địch quân. Bỗng ông bị một viên đạn bắn xuyên bụng, ông gục ngã và chết ngay tại chỗ. Chính lúc đó linh hồn ông trình diện trước tòa Thiên Chúa. Tử tước Olaf đang ở Moscow và không hay biết gì về thảm họa xảy đến cho bạn mình. Vậy mà cùng ngay buổi sáng hôm ấy, mặc dù đã thức giấc, tử tước Olaf vẫn còn nằm rắn lại trong giường. Bỗng chốc ông trông thấy chiếc màn che giường động đậy
rồi chỉ cách đó hai bước xuất hiện rõ ràng gương mặt tái mét của người quá cố. Tướng Victor một tay đặt trên ngực dõng dạc tuyên bố, quả thật có hỏa ngục và tôi đang bị trầm luân trong ấy. Nói xong người quá cố biến mất, từ tước Olaf nhảy ra khỏi giường, mình mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân mang dép ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt như một miếng rẻ rách. Ông đâm đầu chạy một mạch đến nhà cậu tôi là tử tước Rotoschin, kể cho cậu tôi nghe câu chuyện vừa xảy ra. Lúc ấy cậu tôi cũng vừa thức dậy. Cậu kinh ngạc khi thấy tử tước Olaf xuất hiện như một tên điên. Cậu tôi hỏi ngay, có chuyện gì xảy ra cho tử tước vậy? Ông Olaf vừa thở hổn hển vừa trả lời, tôi nghĩ là mình sẽ bị điên vì sợ hãi quá độ. Tôi vừa trông thấy tướng Victor. Cậu tôi không hiểu nên hỏi, ủa, tướng Victor đã về lại Moscow rồi sao? Tử tước Olaf vừa xà người trên chiếc đi văng vừa đáp, ồ, không phải vậy, ông không bao giờ trở lại nữa, và đây mới là điều làm tôi kinh hoàng. Nói xong tử tước Olaf thuật lại cuộc hiện về của tướng Victor, với mọi chi tiết nghe thật rùng rợn. Cậu tôi tìm lời trấn an tử tước Olaf, lấy lý do có lẽ ông chỉ là nạn nhân của một ảo tưởng, và rất có thể tướng Victor chưa chết. Thế nhưng 10 ngày sau, quân lực Nga Hoàng gọi điện cho cậu tôi, báo tin rằng tướng Victor đã tử nạn, và đúng buổi sáng mà tử tước Olaf trông thấy ông hiện về. Câu chuyện thứ hai, bà Katarina, người Ý. Câu chuyện thứ hai được ghi rõ trong sử liệu Thánh Francesco de Geronimo, hay cũng gọi là Di Girolamo, một vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18. Thánh Di Girolamo là linh mục dòng tên, chào đời tại Taranto, nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli, miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của ngài là giảng các tuần đại phúc. Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường phố, tại các công viên, giữa các quảng trường hay trong các khu vực có nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính. Một hôm, Thánh Francesco de Geronimo giảng trước một đám thật đông dân chúng kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố Napoli. Gần đó trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một phụ nữ trắc nết sinh sống với chủ đích quấy phá và lấn át tiếng nói của vị thánh. Bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung. Mọi người khuyến cáo bà im đi đều vô hiệu. Thánh Di Geronimo đành bỏ dở buổi giảng thuyết hôm ấy. Ngày hôm sau, thánh nhân trở lại giảng nơi chỗ cũ, ngạc nhiên vì thấy cửa sổ phòng bà đóng kín mít. Thánh nhân hỏi lý do tại sao. Người ta cho ngài biết bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói, chúng ta hãy đi xem bà. Một số đông đi theo ngài và trông thấy xác bà còn nằm sõng soài dưới đất. Như được linh hứng, Thánh Di Geronimo cất tiếng hỏi, hỡi Katarina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có mặt nơi đây biết bà đang ở đâu. Tức khắc, đôi mắt người quá cố hé mở, đôi môi động đậy, rồi bằng một giọng khàn khàn khủng khiếp, bà trả lời, ở trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân trong hỏa ngục, đời đời, kiếp kiếp. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy. Lúc xuống cầu thang, Thánh Di Geronimo lẩm nhẩm lặp lại trong hỏa ngục mãi mãi. Ôi Thiên Chúa công minh, đáng run sợ biết là chừng nào. Đa số, những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó không muốn trở về nhà trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận bí tích giải tội. Linh mục Francesco de Geronimo
được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1806 và được Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 16 nâng lên hàng hiền thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839. Trong hồ sơ xin phong thánh cho Ngài, ghi lại chứng từ của một người như sau. Con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy, nhưng con không biết trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con, cũng như của mấy người khác. Con chỉ biết nói một điều là, cứ mỗi lần có dịp đi ngang quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng tiếng nói khàn khàn, khủng khiếp. Trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Câu chuyện thứ ba, linh mục Ấn Độ được tới thăm hỏa ngục nói gì? Linh mục người Ấn Độ được thiên thần hộ thủ dẫn đi thăm hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Cha Joseph Maniangat, hiện làm quản sứ giáo xứ Công giáo Đức Mẹ lòng thương xót ở McLenny, Florida. Đây là lời chứng của Ngài. Tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 ở Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ tôi là ông bà Joseph và Teresa Maniangat. Tôi là con cả trong 7 anh em: Jose, Maria, Teresa, Lizama, Zakaria, Valsa và Tom. Khi lên 14, tôi gia nhập tiểu chủng viện Đức Maria ở Tiruvalla để bắt đầu đi tu làm linh mục. 4 năm sau, tôi vào giáo hoàng chủng viện Thánh Giuse ở Awei, Kerala để tiếp tục đào tạo làm linh mục. Sau khi hoàn thất 7 năm triết học và thần học, tôi được truyền chức linh mục ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1975 và làm một thừa sai trong giáo phận Tiruvalla. Chủ nhật 14 tháng 4 năm 1985, lễ lòng Chúa xót thương, tôi đi dâng thánh lễ tại một nhà thờ thuộc điểm truyền giáo ở phía bắc Kerala và bị một tai nạn chí tử. Tôi đang lái xe gắn máy thì bị đâm đầu vào một chiếc xe Jeep do một người đàn ông say khướt sau một lễ hội Ấn giáo điều khiển. Tôi được đưa gấp vào bệnh viện cách đó khoảng 35 dặm. Trên đường đi, linh hồn tôi lìa khỏi xác và tôi cảm nghiệm cái chết. Tức khắc tôi gặp thiên thần hộ thủ của tôi. Tôi nhìn thấy thân thể mình và những người đến mang tôi vào bệnh viện. Tôi nghe họ khóc và cầu nguyện cho tôi. Vào lúc ấy thiên thần của tôi nói với tôi, ta đến đem ngươi vào thiên đàng. Chúa Giêsu muốn gặp người và nói chuyện với người. Thiên thần cũng cho biết rằng dọc đường Ngài muốn chỉ cho tôi thấy hỏa ngục và luyện ngục. Hỏa ngục. Trước hết thiên thần hộ tống tôi đến hỏa ngục. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Tôi nhìn thấy Satan và ma quỷ. Một ngọn lửa không thể dập tắt khoảng 2.000 độ F. Những con sâu bọ lúc nhúc. Những con người gào thét và dãy giụa, những kẻ khác đang bị lũ quỷ tra tấn. Thiên thần nói với tôi rằng tất cả những sự chịu đau đớn này là vì đã không ăn năn thống hối các tội trọng. Sau đó tôi hiểu rằng có 7 cấp hoặc 7 mức chịu đau đớn, tùy theo con số và các loại tội trọng đã phạm khi còn sống ở trần gian. Các linh hồn trông rất xấu xí, hung tợn và khủng khiếp. Đó là một kinh nghiệm đáng sợ. Tôi nhìn thấy những người mà tôi đã quen biết, nhưng tôi không được phép tiết lộ danh tính của họ. Những tội lỗi khiến họ bị tuyên án chủ yếu là nạo, phá thai, an tử, căm thù, không tha thứ và phạm sự thánh. Thiên thần nói với tôi rằng nếu họ đã chịu ăn năn sám hối thì họ đã tránh được khỏi xa hỏa ngục. Và thay vào đó sẽ được vào luyện ngục.
tôi cũng hiểu được rằng một số người nhờ hối hận về những tội lỗi này mà đã có thể được thanh luyện khi ở trần gian nhờ những đau khổ họ phải chịu. Bằng cách này họ có thể tránh khỏi vào luyện ngục và vào thẳng thiên đàng. Tôi sững sờ khi nhìn thấy có cả các linh mục và giám mục trong hỏa ngục. Một số trong họ tôi không bao giờ trông đợi nhìn thấy ở đây. Nhiều người trong họ phải ở đây vì họ đã làm cho dân chúng lầm đường lạc lối với lời giảng dạy sai lầm và gương xấu của họ. Luyện ngục. Sau khi đã đi thăm hỏa ngục, thiên thần hộ thù của tôi hộ tống tôi đến luyện ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 cấp chịu đau đớn và lửa không bao giờ tắt, nhưng ít nóng gắt hơn hỏa ngục và không thấy cãi cọ đánh nhau như sự đau đớn. Chính các linh hồn này phải chịu là bị lìa xa khỏi Thiên Chúa. Một số trong những người ở luyện ngục đã phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ đã hòa giải với Thiên Chúa trước khi chết. Dù phải chịu đau đớn, họ vẫn được hưởng an bình và biết rằng một ngày nào họ sẽ được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Tôi đã có dịp giao tiếp với các linh hồn nơi luyện ngục. Họ xin tôi cầu nguyện cho họ và nói dùm với mọi người cầu nguyện cho họ nữa để họ chóng được lên thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn này, chúng ta sẽ nhận được lòng biết ơn của họ qua lời họ cầu nguyện, và một khi họ được lên thiên đàng, lời cầu nguyện của họ sẽ càng trở nên xứng đáng hơn. Thật khó cho tôi có thể tả lại thiên thần hộ thù của tôi đẹp dường nào. Ngài rạng ngời và chói sáng. Ngài là bạn đồng hành chung thủy của tôi và giúp đỡ tôi trong mọi thừa tác vụ của tôi, đặc biệt là tác vụ chữa lành. Tôi nghiệm thấy sự hiện diện của Ngài khắp mọi nơi tôi đi, và tôi biết ơn Ngài vì đã che chở bảo vệ tôi trong suốt cuộc sống hàng ngày. Thiên đàng. Kế đó, thiên thần của tôi hộ tống tôi tới thiên đàng. Đi qua một hầm màu trắng, lớn, sáng, chói lòa, tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự an bình và niềm vui như thế này trong đời. Thiên đàng lập tức mở ra và tôi nghe tiếng nhạc mê ly nhất mà tôi chưa từng được nghe trước đây. Các thiên thần ca hát và ngợi khen Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy tất cả các thánh, đặc biệt là mẹ Maria và thánh Giuse và rất nhiều giám mục và linh mục thánh thiện đang lấp lánh sáng như những vì sao. Và khi tôi xuất hiện trước người thì Chúa Giêsu nói với tôi, ta muốn con về lại thế gian. Trong cuộc sống lần thứ hai của con sẽ nói bằng một ngôn ngữ nước ngoài. Mọi thứ đều có thể xảy ra đến cho con với ân sủng ta ban. Sau những lời này, Đức Maria nói với tôi, hãy làm bất cứ điều gì người nói với con. Mẹ sẽ giúp con trong các thừa tác vụ của con. Lời nói không thể diễn tả hết vẻ đẹp của thiên đàng. Ở đó, chúng ta tìm thấy được an bình và hạnh phúc. Nhiều dường nào vượt quá 1 triệu lần trí tưởng tượng của chúng ta. Chúa Giêsu đẹp đẽ vượt xa hơn bất cứ hình ảnh nào có thể mô tả. Dung nhan người rạng ngời và tỏa sáng, và rực rỡ hơn ngàn vạn mặt trời đang mọc. Những bức họa chúng ta nhìn thấy trên thế giới chỉ là cái bóng vẽ lộng lẫy uy phong của người. Đức Mẹ ở cạnh Chúa Giêsu, mẹ xinh đẹp và rạng ngời biết bao, không một hình ảnh nào chúng ta nhìn thấy trên thế giới có thể sánh ví được với vẻ đẹp thực sự của mẹ. Thiên đàng là quê thật của chúng ta. Tất cả chúng ta được dựng nên để đạt được tới thiên đàng và có được Thiên Chúa muôn đời. Và rồi tôi trở lại trần gian với thiên thần hộ thủ của tôi.
Trong khi thân thể tôi nằm ở bệnh viện, bác sĩ hoàn tất mọi kiểm tra và tôi bị tuyên bố là đã chết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là mất máu. Gia đình tôi được báo tin và vì họ ở xa, cho nên ban điều hành bệnh viện quyết định chuyển thi thể của tôi xuống nhà xác. Vì bệnh viện không có máy điều hòa không khí, họ quan ngại thi thể của tôi sẽ mau chóng bị phân hủy. Khi họ chuyển thi thể của tôi xuống nhà xác, thì linh hồn tôi trở lại với xác tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau hết sức mạnh do nhiều vết thương và xương gãy. Tôi bắt đầu thét lên. Bấy giờ người ta trở nên hoảng sợ và la lên rồi bỏ chạy hết. Một người trong nhóm lại gần bác sĩ và nói, thi thể đã chết nay đang kêu thét lên kìa. Vị bác sĩ đến kiểm tra thi thể và thấy tôi vẫn còn sống. Vì thế ông nói cha vẫn còn sống, đây là phép lạ, hãy đưa cha trở lại bệnh viện. Thế rồi khi được đưa lại bệnh viện, họ truyền máu cho tôi và làm phẫu thuật để chữa các xương gãy của tôi. Nhưng chỗ như hàm dưới, các xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và chân phải. Sau 2 tháng tôi được cho xuất viện, nhưng vị bác sĩ chỉnh hình của tôi nói tôi sẽ chẳng bao giờ còn bước đi được nữa. Bây giờ tôi nói với ông Đức Chúa, Đấng đã trả lại sự sống cho tôi và sai tôi về lại thế gian sẽ chữa lành cho tôi. Khi đã về đến nhà, tất cả chúng tôi cầu xin một phép lạ. Sau 1 tháng, khi đã tháo băng bó, tôi không tài nào cử động được. Nhưng một ngày nọ đang khi cầu nguyện, tôi cảm thấy một cơn đau phi thường ở vùng xương chậu. Sau một lúc ngắn, cơn đau biến mất hoàn toàn. Và tôi nghe một tiếng nói với tôi, ngươi được lành rồi, hãy đứng lên và bước đi. Tôi cảm thấy sự bình an và sức mạnh chữa lành trên thân thể tôi. Lập tức tôi đứng lên và bước đi. Tôi ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi phép lạ này. Tôi báo cho vị bác sĩ tin tức tôi được khỏi bệnh và ông ta vô cùng sửng sốt. Ông nói, Thiên Chúa của cha là Thiên Chúa đích thực. Tôi phải theo Thiên Chúa của cha. Vị bác sĩ là một tín đồ Ấn giáo. Ông xin tôi dạy cho ông về giáo hội. Sau thời gian học hỏi đức tin, tôi đã rửa tội cho ông. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 2, chương 9, Lá Thư Từ Hỏa Ngục. Minh Tâm xin gửi đến quý vị Lá Thư Từ Hỏa Ngục, phần 1. Đây là câu chuyện của một người trẻ công giáo tên Anna. Rời xa Chúa dần dần, cuối cùng cô ta quăng mình vào hố sâu của hỏa ngục với ý thức rõ ràng. Người trẻ này đã chết và bị viết thư kể lại cho cô bạn tên Lara ở thành phố Munich, nước Đức. Chuyện này đã được Đức Tổng Giám mục Emmanuel de Jesus, Tổng Giám mục Cuenca, nước Ecuador, chuẩn ấn đọc chuyện này
người ta thấy Thiên Chúa quý trọng linh hồn chúng ta chừng nào. Khi ta còn sống, người không ngừng ban ơn soi sáng để ta được ơn cứu rỗi. Nhưng ngược lại, con người dùng tự do, Chúa ban để luôn luôn từ chối trở về. Cho đến giây phút trước khi lao mình xuống hỏa ngục, cũng vẫn từ chối trở về cùng Thiên Chúa thương xót. Chúng tôi thêm tiêu đề cho dễ theo dõi câu chuyện dài, nhiều vấn đề, mùa chay 2012. Nữ tu Sơ Lara đã chết khi còn trẻ. Người ta đã tìm được lá thư này trong tài liệu viết tay của Sơ. Lời giới thiệu lá thư từ hỏa ngục. Tại một văn phòng ở thành phố Munich, tôi có quen một cô bạn gái. Chúng tôi làm việc chung với nhau và trở nên gần gũi. Từ khi Anna lấy chồng, thì tôi không còn gặp cô ấy nữa. Thành thật mà nói, giữa chúng tôi có sự lịch sự nhiều hơn là tình thân bạn bè. Vì thế, khi cô Anna đi lấy chồng và dọn tới vùng Velet, tôi cũng không cảm thấy nhớ nhung gì cho lắm. Vào mùa thu năm 1937, khoảng gần giữa tháng 9, khi tôi đang ở bên bờ hồ Garda, Ý Đại Lợi, thì tôi nhận được một lá thư của mẹ tôi và bà viết như sau. Con có thể tưởng tượng là cô Anna đã chết vì tai nạn xe không? Ngày hôm qua, người ta chôn cô ấy ở nghĩa địa thuộc thành phố Munich. Tin này làm cho tôi buồn bã vì tôi biết rõ rằng Anna không phải là người ngoan đạo. Vậy cô ấy có thể chuẩn bị gì trong giây phút mà Chúa gọi cô ấy cách thình lình như thế không? Sáng hôm sau, tôi dự thánh lễ cầu hồn cho cô Anna trong nhà nguyện của các nữ tu, nơi mà tôi đang sống. Tôi cầu nguyện sốt sắng cho linh hồn cô ấy, và tôi dâng linh hồn cô lên cho Chúa và các thánh. Nhưng cả ngày hôm ấy, tôi cảm thấy bất an và tôi đi ngủ. Tôi chợt có một giấc mơ và tôi bừng tỉnh dậy vì những tiếng động ồn ào. Tôi bật đèn lên và nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ 10 phút đêm. Tiếng sóng vỗ đều nhịp vào bức tường của khu vườn nhà trọ. Dù không có gió thổi mà tôi vẫn thức dậy vì tôi cảm thấy có tiếng ai vứt đống giấy lên bàn tôi, giống như cảnh ông sếp của tôi bực bội khi ông ném những lá thư mà ông không thích lên bàn. Tôi nghi ngờ một giây, liệu tôi có nên ngồi dậy không? Nhưng ngồi lên để làm gì? Tôi bèn tự nhủ, chẳng có gì cả. Thế rồi, tư tưởng ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi quay sang bên cạnh và cầu nguyện, kinh lạy cha cho các linh hồn ở luyện ngục. Rồi tôi ngủ tiếp và tôi nằm mơ thấy như sau. Tôi dậy lúc 6 giờ sáng vào ngày hôm sau. Khi tôi mở cửa để xuống nhà nguyện, thì chân tôi đụng vào một bó thư. Tôi nhận ra nét chữ của cô Anna, bạn cũ của tôi. Tôi hét lên, vừa run sợ, tôi vừa cầm những lá thư trong tay mình. Trong lúc run rẩy ấy, tôi nhận ra là mình không thể đọc nổi một câu kinh lạy cha. Tôi cảm thấy mình ngộp thở. Vì thế, tôi phải đi thả bộ để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi sửa lại mái tóc, bỏ lá thư của cô Anna vào túi sách và rời nhà. Khi ra ngoài, tôi đi lên con đường núi có cây ô liu và có những mảnh vườn. Buổi sáng, trời thật trong xanh. Nếu vào những giây phút khác, thì tôi sẽ tận hưởng các cảnh đẹp tuyệt vời. Vì núi đồi chập trùng, hồ nước trong xanh và hòn đảo Garda đẹp vô cùng. Màu xanh của nước luôn làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng trong giây phút ấy, không còn có điều gì làm cho tôi chú ý nữa. Sau khi đi bộ chừng 15 phút, tôi ngồi xuống,
Cũng ngày hôm qua đây, tôi ngồi tại đây để đọc cuốn sách tiểu thuyết. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy những cây cối xum xê gây cho tôi một cảm tưởng về sự chết. Đó là một cảm tưởng mà tôi chưa hề có từ trước đến nay. Tôi cầm lá thư, thư không có chữ ký, nhưng đó là nét chữ của Anna, và tôi biết chắc như thế, không thể lầm lẫn được. Tôi nói như vậy, vì chúng tôi làm việc chung trong một văn phòng. Tôi còn nhớ Anna thường nói chuyện và cười vui. Nàng có đôi mắt màu xanh và cái mũi nhỏ hơi tẹt. Khi chúng tôi bàn về chuyện tôn giáo, thì cô Anna thường dùng một lối nói chuyện cay chua. Bây giờ, tôi xin kể từng chữ một. Khi đọc lá thư của Anna, viết từ mộ sâu, như là tôi đọc thư trong giấc mơ, câu chuyện như sau. Nội dung lá thư từ hỏa ngục. Chị Lara ơi, xin đừng cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi đã bị đoán phạt rồi. Nếu tôi nói chuyện với chị và chuẩn bị nói gì, thì chị đừng tưởng là vì tình bạn. Ở hỏa ngục, chúng tôi không yêu mến ai cả. Tôi viết thư này như là một hậu quả của một sức mạnh luôn muốn làm sự dữ, nhưng nó đem lại lợi ích. Đây là câu thơ của Fausto. Sự thật là tôi mong muốn chị sẽ ở trong tình trạng của tôi, vì tôi bị đọa đày cho tới muôn đời. Chị đừng nghĩ rằng đó là tư tưởng quái đản của riêng tôi, vì ở đây ai cũng nghĩ như nhau. Chúng tôi luôn nghĩ về các điều xấu, điều mà chị cho là độc ác. Khi chúng tôi làm điều gì tốt, chẳng hạn như điều mà tôi đang làm đây, để giúp cho chị mở mắt về sự hiện hữu của hỏa ngục, thì chúng tôi không làm với ý tốt đâu. Chị có nhớ 4 năm về trước, chúng ta gặp nhau ở thành phố Munich không? Chị được 23 tuổi, và chị đã làm ở đó được 4 năm. Còn tôi thì mới bước vào, chị đã giúp tôi, khi tôi gặp khó khăn bước đầu, chị còn khuyên tôi nữa, nhưng ý nghĩa của điều tốt là gì? Lúc ấy, tôi khen chị có lòng bác ái, nhưng thật là buồn cười. Chị giúp tôi là vì muốn chứng tỏ mình giỏi, đó là hình thức kiêu căng. Ngay lúc ấy, tôi đã nghi ngờ lòng tốt của chị. Ở hỏa ngục này, chúng tôi không cho bất cứ điều gì là tốt ở trong bất cứ ai. Chị đã biết đời sống của tôi trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, tôi lấp đầy những hố sâu và không nói cho ai nghe cả. Theo như ý định của ba mẹ tôi, thì tôi không nên ra đời thì tốt hơn. Sự hiện diện của tôi làm trở ngại cho ba mẹ tôi. Khi tôi được sinh ra, thì hai chị của tôi đã được 14 và 15 tuổi rồi. Tôi ao ước rằng mình đừng nên làm người thì tốt hơn. Ôi, nếu như tôi có thể tự sát thì tốt quá. Tôi muốn ra khỏi tình trạng đau đớn này biết bao. Không có một sự khoái lạc nào có thể so sánh được nếu tôi có thể tự giết mình. Hay biến mình thành một lớp tro bụi, để nó tan biến vào hư vô. Than ơi, nhưng tôi phải hiện hữu. Tôi phải hiện hữu như một thực thể, vì luật sinh tồn mà tôi hiện hữu. Thứ nhất, hoàn cảnh gia đình dẫn tới hỏa ngục. Khi ba mẹ tôi còn là người độc thân, họ dọn nhà từ vùng quê đến thành phố. Lúc ấy, cả hai người đều rời xa giáo hội. Họ gia nhập những nhóm người không thuộc về giáo hội. Họ là những người cấp tiến. Hai người gặp nhau trong một buổi nhảy đầm. Họ lấy nhau và 6 tháng sau đó,
Khi họ làm đám cưới, họ chỉ để cho nước phép dính vào người họ. Điều này đủ cưỡng bách mẹ tôi đi lễ nhiều lần trong năm. Mẹ tôi không bao giờ dạy tôi cầu nguyện. Công việc hàng ngày làm cho mẹ tôi bận rộn. Thứ hai, chê bỏ giáo hội, giáo dân, nhà thờ, cầu nguyện. Những từ ngữ như cầu nguyện, nước phép, nhà thờ, giáo hội, khi nhắc đến thì tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi ghét khi nói đến tôn giáo. Tôi ghét cả những ai đi đến nhà thờ. Tôi ghét tất cả mọi người và mọi sự nói chung. Hiện nay chỉ còn thù hận. Vì những điều này mà tôi bị tra tấn. Khi xong rồi, mọi kiến thức, ký ức của quá khứ như những ngọn lửa thiêu đốt tôi. Những ký ức cho tôi nhìn thấy mọi ơn phúc mà tôi đã bỏ phí. Chúng tôi bị hành hạ và tra tấn. Chúng tôi không ăn, không ngủ, không đi bằng chân, bị xiềng xích trong tâm linh. Chúng tôi nhìn về cuộc đời thất bại cũ với những tiếng rên la và nghiến răng, hận thù, hành hạ, chỉ có nghe được điều ấy không? Ở hỏa ngục này, chúng tôi uống hận thù như uống nước, chúng tôi ghét nhau cay đắng, và chúng tôi ghét nhất là Chúa. Tôi muốn chị hiểu rằng, những kẻ được chúc phúc ở thiên đàng vì họ phải yêu mến Chúa. Họ chiêm ngưỡng Chúa mà không có tấm màn mỏng, Ngài rất đẹp và rạng ngời. Đó là điều làm cho họ có niềm vui không thể diễn tả nổi. Chúng tôi biết điều ấy, và vì biết như thế, nên chúng tôi càng tức điên lên. Thứ ba, chê ghét Chúa Giêsu tử nạn. Trên trái đất, con người biết Chúa qua lời cầu nguyện và qua những mặc khải. Họ có thể yêu mến Chúa mà không bị bắt buộc. Hãy nhớ và chú ý nhé. Các tín hữu công giáo, tôi rất tức giận khi viết về họ. Có thể suy gẫm Chúa Kitô nằm trên thánh giá vì yêu thương họ. Mặt khác, với những kẻ xem Chúa là hình phạt, là sự trả thù như chúng tôi từng từ chối Ngài, thì cũng giống như sấm chớp. Những người như chúng tôi hận thù Ngài với tất cả sức nặng của những ý tưởng xấu xa. Ôi vĩnh cửu, có những kẻ chỉ muốn xa rời Chúa, chịu mất linh hồn, có những quyết định mà ngay cả bây giờ chúng tôi không đổi ý hay không bao giờ đổi ý. Giờ đây, chị có hiểu rằng tại sao hỏa ngục là mãi mãi không? Bởi vì sự cứng đầu của chúng tôi không bao giờ mềm ra. Chúa luôn nhân lành. Chúng tôi bắt buộc phải công nhận rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành, ngay cả khi chúng tôi đã bị luận phạt. Sở dĩ tôi nói là bắt buộc, vì dù cho rằng tôi viết lá thư này bằng ý chí tự do của tôi, nhưng tôi không được phép nói dối, dù cho tôi rất thích nói dối. Tôi làm điều này ngược với ý riêng của tôi. Tôi không được nói dối, dầu tôi rất muốn làm điều đó. Khác với ý riêng của tôi phải viết nhiều điều trên tờ giấy này, ngay cả những chuỗi lời phỉ báng mà tôi muốn ói mửa ra, nhưng tôi phải nuốt xuống. Chúa hằng thương xót, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót với chúng tôi. Vì Ngài không cho phép những ý riêng độc ác hay hiểm độc của chúng tôi được xảy ra trên trái đất. Điều ấy làm tăng thêm sự oán trách và đau đớn của chúng tôi. Ngài làm cho chúng tôi chết trước kỳ hạn, chẳng hạn như trường hợp của tôi. Ngài đã chuẩn bị những trường hợp giảm nhẹ. Ngay lúc này, Ngài tỏ lòng thương xót bằng cách không bắt buộc chúng tôi đến gần Ngài hơn, vì chúng tôi đang ở xa Ngài, trong hỏa ngục. Điều này làm giảm sự đau đớn.
những bước đến gần ngài hơn sẽ làm cho tôi bị hành hạ, giống như chị bước đến gần lửa. Thứ bốn, khinh thường rước lễ lần đầu. Chắc có lẽ chị đã cảm thấy ghê tởm khi trong một buổi đi dạo chơi, tôi đã kể cho chị nghe điều mà ba tôi bảo tôi vài ngày trước khi tôi chịu lễ lần đầu. Anna, con nhớ mặc áo đầm đẹp của con hôm đó, mọi chuyện khác đều không đáng kể. Tôi cảm thấy mắc cỡ khi nhận thấy chị có vẻ sợ hãi trước lời nói đó, bây giờ thì tôi cười trước tư tưởng ấy. Chỉ có một sự hợp lý là họ cho chúng tôi rước lễ khi chúng tôi được 12 tuổi. Vào lứa tuổi ấy, tôi đã xông xáo vào các lạc thú của trần gian, đến nỗi tôi sẵn sàng vui lòng gạt tất cả những gì liên quan đến tôn giáo. Lúc ấy, tôi chẳng để ý gì đến tôn giáo và việc rước lễ. Bây giờ, điều làm cho chúng tôi tức giận là trẻ con được rước mình Thánh Chúa từ lúc 7 tuổi. Chúng tôi đã tìm mọi cách có thể làm để đánh lừa người ta, hay đặt các tư tưởng ấy vào đầu những đứa trẻ chưa có đủ trí thông minh. Chúng nó phải mắc tội trọng, vì như thế thì Chúa không thể ảnh hưởng chúng nó với đức tin, đức cậy và đức mến. Những đức tính này còn sống động trong trái tim đứa trẻ từ lúc nó rửa tội. Chị còn nhớ khi ở trần gian, tôi đã bảo vệ quan điểm ấy không? Thứ năm, gia đình coi tiền của hơn đạo đức. Tôi đã nhắc đến ba của tôi. Ông ấy luôn gây lộn với mẹ tôi. Tôi chỉ nhắc đến điều này một ít thôi, vì tôi mắc cỡ lắm. Đó là điều đáng buồn cười khi tỏ ra mắc cỡ. Với chúng tôi ở nơi này, mọi sự đều giống nhau. Ba mẹ tôi không ngủ chung một phòng. Tôi thường hay ngủ với mẹ tôi. Ba tôi ngủ ở phòng bên cạnh, nơi mà ông ấy có thể ra vào thoải mái. Ông uống rượu nhiều lắm, nên ông làm tiêu tan di sản của gia đình tôi. Hai chị em tôi đi làm vì họ nói là họ cần tiền. Mẹ tôi cũng bắt đầu kiếm tiền. Trong năm cuối đời, ba tôi đánh mẹ tôi thường xuyên khi mẹ không cho ba tiền. Với tôi thì ba tôi luôn tỏ ra tử tế. Một ngày kia, tôi đã kể cho chị nghe và chị nổi giận với tôi. Ôi, sao mà chị hay giận quá đi thôi. Tôi đổi đôi giày lần thứ hai vì các loại giày cũ không hợp thời trang, không quan tâm giúp người chết. Một đêm, ba tôi lên cơn bệnh. Có những điều xảy đến mà tôi không bao giờ muốn nói ra, bởi vì tôi sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm và giải thích sai lạc. Nhưng hôm nay, chị sẽ được biết. Điều này cũng đáng cho tôi nhớ lại, bởi vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy hối hận, và điều ấy cứ hành hạ tôi triền miên. Tôi đang ngủ với mẹ tôi trong phòng, mẹ tôi ngủ rất say. Thình lình tôi nghe có một giọng nói gọi tên tôi, giọng nói của ai đó hỏi tôi, điều gì sẽ xảy ra khi ba của con chết? Trong thâm tâm tôi, không yêu mến ba tôi, vì ông hay đánh đập mẹ tôi, và nói chung, tôi chẳng yêu ai cả. Tôi chỉ cần cảm thấy vui thích và tự hào khi người ta đối xử tốt với tôi. Tình yêu mà không bị vật chất lôi cuốn, chỉ tồn tại trong những linh hồn nào có ơn Chúa mà thôi. Và tôi không ở trong tình trạng được ơn Chúa như thế. Do đó, tôi trả lời câu hỏi bí mật ấy mà không kịp suy nghĩ đem câu hỏi ấy đến từ đâu. Ba à, ba không chết đâu. Sau một hồi,
tôi lại nghe tiếng nói ấy lần lần nữa. Và tôi đáp lại một cách khó chịu. Ba không chết đâu. Lần thứ ba tôi bị hỏi, điều gì xảy ra khi ba con chết trong giây phút ấy? Tôi ghi lại trong trí tôi những ký ức xấu về hình ảnh người cha say xưa khi về đến nhà. Ông ấy la hét, đối xử tệ với mẹ tôi, và đặt chúng tôi vào những tình trạng đáng thương trước mắt mọi người. Và tôi trả lời mà không do dự, nếu ba chết thì cứ để cho ông ấy chết. Sau đó là một sự im lặng, tôi không còn nghe tiếng nói ấy nữa. Sáng hôm sau, khi mẹ tôi muốn vào phòng của ba tôi để dọn dẹp vì cánh cửa đóng, đến trưa thì người ta phải phá cửa để vào phòng ba tôi. Ba tôi chết nằm trên giường, người ở trần. Khi uống bia, chắc ba tôi bị cảm lạnh. Chắc ba tôi cũng đã hấp hối rồi mới chết. Theo lời tác giả, thì Chúa muốn tùy thuộc nơi người con gái xem cô ta có tử tế với ba cô không. Và Ngài có thể ban cho ông bố thêm giờ để hoán cải, nếu cô ấy cầu nguyện cho ba. Thứ sáu, không thích xưng tội, rước lễ, cầu nguyện. Chị nhớ không, chị Martha và chị luôn muốn tôi gia nhập nhóm trẻ công giáo, nhưng tôi luôn luôn nói rằng lời hướng dẫn của người lãnh đạo có vẻ như lời giảng dạy của các linh mục. Những trò chơi của nhóm công giáo thật vui, và chị cũng biết, cuối cùng tôi là người tổ chức của nhóm ấy. Đó là điều mà tôi thích. Tôi cũng thích các chuyến du lịch. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy mình cần có nhu cầu lãnh nhận bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Nhưng tôi lại không thực hiện điều này vì tôi không cho là quan trọng. Tôi tự do suy nghĩ, ao ước và chuyện vãn. Có một lần chị bảo tôi, Anna, nếu chị không cầu nguyện thì chị sẽ bị luận phạt. Thật sự, tôi đã cầu nguyện rất ít, mà lại miễn cưỡng cầu nguyện, và chị đã nói đúng. Thứ bảy, không cầu nguyện đủ, không cầu nguyện với Đức Mẹ. Tất cả những ai bị đốt cháy trong hỏa ngục là vì họ không cầu nguyện hay cầu nguyện không đủ. Lời cầu nguyện là bước đầu đến với Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng và là yếu tố quyết định thì bị thiếu. Đó là hãy cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa. Và tên của bà thì chúng tôi không bao giờ kêu lên. Những việc sùng kính mẹ làm cho ma quỷ mất đi nhiều linh hồn. Lẽ ra, các linh hồn phạm tội nhiều thì sẽ rớt ngay vào nanh vuốt của ma quỷ. Tôi thật là tức giận vì tôi phải nói ra là cầu nguyện là điều dễ dàng nhất mà nhân loại có thể làm được trên trần gian. Và điều này dễ vì Chúa là đấng cứu độ của mỗi người. Với những ai bền chí cầu nguyện với Chúa, thì Ngài sẽ ban cho người ấy ánh sáng dồi dào, và Ngài sẽ làm cho người ấy mạnh mẽ đến nỗi cho dù người ấy có tội lỗi cách mấy, thì hắn vẫn có thể đứng dậy mãi mãi, ngay cả khi bùn đất che kín người ấy đến cổ. Không cầu nguyện, không được cứu rỗi. Trong ngày cuối cùng của đời sống tôi đã không cầu nguyện gì cả. Đáng lẽ ra, tôi phải cầu nguyện. Tôi đã từ chối những ơn huệ, nên không được ơn cứu rỗi. Ở hỏa ngục, tôi không còn được nhận một ân huệ nào nữa. Nhưng nếu được Chúa ban ơn lành, thì chúng tôi cũng từ chối và nhạo báng Ngài. Sự do dự và thay đổi của nhân loại sẽ chấm dứt mãi mãi. Khi ở bên kia thế giới, trên trần gian thì loài người còn có thể đi qua từ tình trạng tội lỗi đến tình trạng ân sủng. Ở tình trạng ân sủng, ta có thể té rớt vào tội lỗi, đôi khi vì sự yếu đuối, cũng có khi vì sự quỷ quyệt của mình.
quyết định trước khi chết. Sự do dự và chao đảo nằm trong bản chất bất toàn của con người trên mặt đất, và sẽ chấm dứt khi con người chết. Con người ra đi với sự bất toàn của mình. Sau nhiều năm, những sự chao đảo này tàn lụi với thời gian. Ngay khi chết, con người có thể đến gần Chúa hơn, hoặc quay lưng lại với Chúa, nhưng chắc chắn trước khi tắt thở, con người tự buộc mình phải quyết định sống tốt hay sống như tình trạng cũ, tức là tình trạng bê bối trước khi chết. Thói quen tốt hay xấu tạo nên bản chất con người khi họ đi vào vĩnh cửu. Điều này xảy ra cho tôi. Tôi đã sống xa lìa Chúa. Khi Chúa cho tôi một cơ hội chót, thì tôi đã quyết định chống lại Ngài. Nguyên nhân sự hư hoại của tôi không phải là do tôi đã phạm tội nhiều lần, nhưng là vì tôi không muốn từ bỏ tật xấu. Thứ 8. Luôn từ chối dịp trở lại. Chị đã khuyên tôi nhiều lần là nên lắng nghe những bài giảng và đọc những sách đạo đức. Lúc ấy, tôi luôn trả lời chị rằng, tôi không có giờ. Vì lý do đó mà sự bất ổn của tôi gia tăng. Hơn nữa, tôi đã ở trong tình trạng thờ ơ, nguội lạnh. Khi tôi rút lui ra khỏi nhóm công giáo, thì cảm thấy mình thật khó lòng đi theo một con đường khác. Tôi cảm thấy không hạnh phúc, nhưng hình như có một bức tường chặn lại, không cho tôi hoán cải. Lúc đó, chị không hề hiểu được sự khó khăn mà tôi đang đối diện, nên chị bảo tôi, Anna, hãy vui lên mà đi xưng tội, như vậy mọi sự sẽ tốt lành. Tôi cũng biết điều ấy có thể xảy ra, nhưng thế gian ma quỷ và xác thịt làm cho tôi rớt vào nanh vuốt của quỷ dữ. Tôi chưa bao giờ tin vào tầm ảnh hưởng của ma quỷ. Nhưng bây giờ tôi biết rằng ma quỷ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên nhân loại, như hắn đã cám dỗ tôi. Có điều có thể kéo tôi ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Đó chính là những lời cầu nguyện của những người khác và của tôi, cùng với các sự hy sinh và đau khổ. Cho dù có những việc đạo đức, thì ảnh hưởng của ma quỷ vẫn xâm chiếm dần dần. Thứ 9. Quỷ cám dỗ. Một số người có linh hồn và thể xác của ma quỷ, nhưng có những thân xác đang đi đứng mà lại có linh hồn của ma quỷ. Ma quỷ không thể lôi kéo ý muốn của những kẻ đầu hàng trước ảnh hưởng của hắn. Nhưng để trừng phạt, Thiên Chúa cho phép những kẻ dữ này đánh phá họ. Tôi ghét ma quỷ, nhưng tôi thích chí khi thấy hắn cố gắng làm hại linh hồn của tất cả mọi người. Hắn và bè lũ của hắn vốn là những kẻ đã sa ngã với hắn lúc ban đầu. Chúng nó rất đông đảo, có hàng triệu đứa. Chúng nó tiếp tục bay trên mặt đất, giống như đàn muỗi, mà bạn không hề biết được chúng. Còn chúng tôi, những kẻ bị kết án, không thể cám dỗ các bạn được. Sự thật là, nỗi đau đớn của chúng ta gia tăng mỗi khi chúng dìu dắt một linh hồn con người vào hỏa ngục. Nhưng sự hận thù có thể làm được mọi sự mà. Thiên Chúa luôn theo dõi, ban ơn. Mặc dù tôi đã bước trên con đường xa lìa Thiên Chúa, nhưng Chúa theo dõi tôi. Với những việc bác ái mà tôi đã làm, tôi được chuẩn bị để đi vào con đường ân phúc. Chúa đã gọi tôi, thỉnh thoảng đến một ngôi đền thờ, và tôi cảm thấy nhớ nhung. Khi tôi giúp đỡ người mẹ bệnh tật của tôi, và sau khi đã phải làm trong văn phòng suốt ngày, thì tôi đã hy sinh lúc ấy. Tiếng gọi của Thiên Chúa mãnh liệt lắm. Trong một vài trường hợp,
khi chị kêu gọi tôi đi thăm nhà nguyện của nhà thương vào buổi trưa, tôi cảm thấy tiếng gọi của ân phúc, và tôi chỉ còn một bước nữa là được ơn hoán cải. Tôi đã khóc và đã thay đổi, nhưng rồi các thú vui của trần thế lướt thắng cơ hội được nhận ân phúc. Hạt lúa mì đã chết trong bụi gai, vì tôi cứ lý luận rằng tôn giáo là vấn đề của tình cảm, nên tôi từ chối các cơ hội nhận ân phúc lần nữa và nhiều lần khác nữa. Thứ 10, tiếp tục từ chối ơn thánh. Một ngày nọ, chị đến tìm tôi, và tôi đi với chị đến nhà tạm Chúa. Thay vì quỳ gối chào Chúa, tôi chỉ làm dấu qua loa. Chị không ngờ rằng tôi không còn tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể nơi bàn thánh. Giờ này thì tôi tin vào sự hiện diện của Ngài, nhưng dĩ nhiên là cách thức mà một người tin vào sự hiện hữu của một cơn giông bão đã ảnh hưởng đến cảm nghiệm của tôi. Đồng thời, tôi chọn cho mình một tôn giáo khác. Tôi bắt chước những ý kiến của mọi người trong văn phòng. Linh hồn sẽ cải tự hoàn sinh trong một thể xác khác, và linh hồn đó cứ tiếp tục con đường ấy trong cuộc sống lữ hành của mình. Với câu hỏi về một thế giới khác, đồng thời, niềm tin mới ấy trở nên vô hại cho tôi. Tại sao chị không nhắc nhở cho tôi dụ ngôn của người phú hộ và người nghèo tên Lazaro, hay câu chuyện Chúa Kitô cho một tên trộm xuống hỏa ngục sau khi chết, và Ngài cho một tên trộm khác lên thiên đàng? Nhưng sau cùng, nếu chị có kể cho tôi nghe, thì chắc gì tôi chịu hoán cải. Chị đã từng khuyên lơn như một linh mục dạy dỗ tôi mà. Thứ 11, tự tạo một Chúa dễ dãi. Dần dần tôi tự tạo một hình ảnh về Chúa cho riêng mình. Tôi cố gắng để Chúa xa xa và không thèm liên lạc với Ngài. Tôi sống theo đường lối thoải mái mà không cần phải thay đổi tôn giáo. Chúa của tôi không ban thiên đàng cho tôi, mà cũng chẳng có hỏa ngục để trừng phạt tôi. Ngài để tôi ở yên một mình, tôi thờ phượng Ngài như sau. Điều gì tôi yêu thích thì tôi tin nó. Rồi với tháng năm qua đi, tôi thuyết phục chính mình về tôn giáo của mình là ta có thể sống với những gì mình ưa thích. Một điều đơn giản mà có thể phá hoại thứ tôn giáo của kẻ lữ hành là tôi. Chẳng hạn như một sự đau khổ lớn lao và dài lâu. Nhưng điều này không đến. Bây giờ chị có hiểu ý nghĩa của câu này không? Chúa trừng phạt và gửi thử thách đến những kẻ mà Ngài yêu thương. Thứ 12, bỏ viếng đền mẹ, bỏ lễ Chúa Nhật đi chơi với bồ. Trong một ngày vào tháng 6, trời mùa hè, khi nhóm công giáo tổ chức đi hành hương ở Ortetting, thuộc thành phố Bavaria, là nơi có đền thánh Đức Trinh Nữ Maria. Lẽ ra thì tôi đi chung với nhóm, nhưng tôi lại không thích những lời đồn thổi và những hình thức ngoan đạo, tức là các lời cầu nguyện và sự cung kính của khách hành hương. Tôi bị choáng ngợp bởi một hình ảnh khác của Đức Mẹ Maria. Đó là sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai, Massimiliano. Chúng tôi gặp nhau, tán tỉnh nhau và đi chơi với nhau. Hôm Chủ nhật ấy, chàng rủ tôi đi chơi riêng. Anh chàng có một cô bồ làm việc trong bệnh viện, nhưng chàng nhận ra là tôi đang chú ý đến chàng. Lúc đó tôi không hề có ý định lấy chàng làm chồng.
chàng giàu có và luôn tử tế với tất cả những cô gái trẻ. Đó là điều làm cho tôi giận điên lên. Tôi chỉ muốn chàng là của riêng của một mình tôi thôi, và tôi cũng muốn là người duy nhất của chàng, bởi vì tôi có một tư cách lịch sự. Chú thích của tác giả. Điều này đúng, cô Anne dù không ngoan đạo, nhưng luôn lịch sự trong nhân cách. Điều này làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng những người lịch lãm vẫn có thể rơi vào hỏa ngục nếu họ từ chối gặp gỡ Thiên Chúa. Trong ngày Chúa Nhật ấy, anh Max để ý đến tôi vì chúng tôi không có những cuộc nói chuyện đạo đức như cách nói chuyện của chị. Ngày hôm sau chị đến tìm tôi và hỏi tại sao tôi không đi hành hương với nhóm của chị. Tôi trả lời là tôi đi du dương với anh Max. Chị lại hỏi, thế chị có đi dự lễ không? Tôi trả lời, chị có điên không? Làm sao mà tôi có thể đi dự lễ, khi mà chúng tôi phải ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng kia chứ? Tôi còn nhớ rằng tôi đã nói chuyện một cách gay gắt với chị. Thiên Chúa nhân lành không suy nghĩ nhỏ mọn như chị đâu. Bây giờ tôi phải thú nhận với chị rằng, Thiên Chúa trong sự nhân hậu vô biên của Ngài, Ngài đòi hỏi nhiều hơn. Thứ 13. Ích kỷ và gây bất hòa. Sau chuyến đi chơi với Max, tôi đi xem cine, nhảy đầm và đi dạo chơi. Tôi bận rộn với các thú vui trần thế. Max và tôi thường hay gây lộn, nhưng tôi luôn biết cách làm hòa với chàng. Tình địch của tôi trở nên điên tiết và hung hăng, còn tôi thì tỏ ra im lặng, nên tôi đã gây được ấn tượng tốt nơi Max. Cuối cùng, anh chàng thích tôi hơn cô kia. Tôi rất thành công khi làm cho cô ta trở nên đáng ghét trước mắt chàng, làm cho chàng lạnh lùng với cô ta. Bề ngoài tôi tỏ vẻ tích cực, nhưng bên trong lòng tôi thì chứa đầy thuốc độc đáng nôn mửa. Tôi phải thú thật rằng, cái tâm tình ấy chuẩn bị kỹ cho tôi vào hỏa ngục. Đó là cách sống quỷ quyệt, nếu nói theo ngôn ngữ của loài người. Tại sao mà tôi lại kể cho chị nghe những chuyện này? Đó là để cho chị nhìn thấy và quan tâm bằng cách nào mà tôi rời xa Chúa vĩnh viễn. Tôi biết mình rất thân mật với Max, nếu như tôi tỏ ra yếu đuối thì xem như là hạ mình trước mặt chàng. Vì thế tôi phải tỏ ra cứng rắn, tôi cố gắng chiếm đoạt Max, dù có phải trả giá đắt đi chăng nữa. Dần dần tình yêu nảy sinh giữa chúng tôi, vì cả hai đều đẹp đẽ, thông minh và vui vẻ. Cuối cùng, chàng hoàn toàn thuộc về tôi. Khoảng vài tháng trước đám cưới, tôi coi chàng như một thần tượng. Tình yêu này dựa trên những lạc thú trần gian, đó là những thú làm cho chúng tôi mê mẩn và như bị trúng thuốc độc. Thứ 14. Coi chồng hơn Chúa, đả kích giáo hội, linh mục. Sau cùng, tôi tôn thờ Max như một thứ tôn giáo của tôi. Đó cũng là mà lúc tôi tấn công giáo hội, các linh mục, các ân phúc và những gì gọi là đạo đức. Chị đã cố gắng để bảo vệ những điều này, và chị đã không ngờ rằng tận cùng, sự cần thiết cho tôi là hãy trở về với lương tâm mình, vì tôi muốn lý luận để bảo vệ cho những sự suy tư của mình. Nên tôi chống lại Thiên Chúa. Chị không hiểu mà cứ tin rằng, cho đến lúc cuối, tôi vẫn là người công giáo. Tôi muốn được gọi là người công giáo, và tôi có đóng thuế cho giáo hội, như một loại bảo hiểm mà không hại gì. Sự quan sát và trả lời của chị đúng đó, vì hậu quả của những mối tương quan lạnh lùng, xa cách này, mà khi tôi lấy chồng, thì chúng ta xa nhau và không còn liên lạc nữa. Thứ
thứ 15, xưng tội rước lễ, cho có lệ. Trước đám cưới, tôi đi xưng tội và rước lễ, vì đó là điều bắt buộc. Chồng tôi và tôi đồng ý rằng phải làm tròn bổn phận. Chỉ có thể xem đó là cách chịu lễ không thành. Sau khi chịu lễ, tôi vẫn xa cách, và đó là lần cuối cùng mà tôi đi rước lễ. Lấy chồng mà không muốn có con. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trở nên hòa hợp nói chung. Chúng tôi có chung quan điểm và không muốn có con cái. Khi chồng tôi muốn có một đứa con một cách tự nhiên, thì cuối cùng tôi có thể làm cho chàng quên đi ước muốn có con. Thay vì có con, tôi cảm thấy vui hơn khi có áo quần đẹp, đồ đạc tốt, các cuộc hội họp, lái xe đi chơi và đi du hí khắp nơi. Năm trước, khi tôi chết thình lình, là năm vui thú vì mỗi ngày Chủ nhật, khi chúng tôi lái xe đi chơi hay đi thăm gia đình chồng tôi, còn tôi thì cảm thấy mắc cỡ khi thăm mẹ tôi. Thứ 16, phần thưởng hạnh phúc đời này. Gia đình chồng tôi cũng có lối sống phóng túng, nhưng tôi phải công nhận một sự thật là tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong nội tâm, dù rằng bên ngoài tôi thường cười lớn. Một nỗi buồn vẩn vơ thường xuyên ngậm nhấm trong trái tim tôi. Tôi nghĩ mọi sự sẽ chấm dứt khi mình chết. Tôi nhớ lại một bài giảng mà tôi nghe được khi còn là một cô gái nhỏ. Thiên Chúa luôn thưởng công cho những ai làm điều tốt, và nếu Ngài không thưởng cho người ấy ở đời sau, thì Ngài thưởng cho họ khi còn sống trên trái đất. Thật thế, bỗng nhiên, tôi nhận được một phần gia tài của dì tôi là Isravel. Đồng thời, ở sở chồng tôi, người ta tăng lương cho anh ấy. Lúc đó, tôi nghĩ ơn lành là có một căn nhà mới. Chúng tôi ngày càng rời xa Thiên Chúa. Chúng tôi sống trong các khách sạn với ly cà phê, mà không đến với Chúa. Hầu như ai cũng sống như chúng tôi, từ ngoài vào trong, chứ không phải từ trong ra ngoài. Thứ 17, tiếp tục chống ơn soi sáng trở về. Nếu trong các chuyến du lịch, chúng tôi có đi thăm các ngôi thánh đường, thì là để chiêm ngắm các bức họa phẩm tuyệt tác mà thôi. Lắm lúc tôi cảm thấy bực mình vì có những hướng dẫn viên không có kinh nghiệm, hay vì họ lợi dụng du khách để bán hàng hóa, như bán rượu chẳng hạn. Lẽ ra, họ chỉ làm các nhiệm vụ thánh thiện, chứ không nên tìm cơ hội kiếm tiền. Bằng cách sống ấy, tôi từ chối Chúa, từ chối các ân huệ mà Chúa ban cho trong trái tim tôi. Một điều làm cho tôi ngột ngạt là những tấm tranh có cảnh hỏa ngục mà người ta đã vẽ từ nơi nghĩa địa và ở các nơi khác, trong thời Trung Cổ. Trong các bức tranh ấy, ma quỷ nướng linh hồn trong các lò nướng, có lửa màu đỏ sáng ngời, hay có những con quỷ đuôi dài đưa các nạn nhân mới đến. Ôi, chị Lara ơi, những bức tranh về hỏa ngục có thể bị nhầm lẫn, nhưng không bao giờ nói cách quá đáng cả. Tôi thường hay có những ảo ảnh về lửa hỏa ngục. Có một lần, tôi còn nhớ rất rõ. Tôi đùa giỡn dí mũi chị vào lửa sim. Tôi hỏi chị, lửa hỏa ngục có mùi khét như vậy không? Nhưng chị nhanh nhẹn dập tắt ngay. Ở nơi đây, không có ai có thể dập tắt lửa hỏa ngục được. Chị hãy lắng nghe tôi nói đây. Lửa được nói đến trong Phúc Âm không có nghĩa là người ta hối hận. Lửa mà được gọi là lửa thì chúng ta phải hiểu rõ từng chữ mà Chúa đã phán rằng: hãy rời xa khỏi ta, kẻ bị nguyền rủa,
mà vào lửa đời đời. Chị sẽ hỏi tôi rằng, làm sao mà một linh hồn bị lửa đụng đến được? Tôi trả lời chị, khi ở trên trái đất, chị bỏ tay mình vào ngọn lửa, thì tại sao một linh hồn lại chịu đau khổ? Linh hồn làm sao có thể bị đốt cháy được? Tuy nhiên, toàn vẹn con người ấy cảm thấy mình bị tra tấn và hành hạ. Cũng như vậy, chúng tôi ở hỏa ngục, bị rớt vào lửa với bản chất và khả năng của mình. Linh hồn chúng tôi mất mát vì chúng tôi không thể nghĩ những gì mà chúng tôi muốn. Xin chị đừng đọc những dòng chữ này cách qua loa hay lạnh lùng, bởi vì thứ lửa này không có nghĩa gì với chị. Nhưng với tôi, nó đốt cháy tôi mà không làm cho tôi bị tiêu diệt. Nỗi đau đớn nhất ở hỏa ngục. Nỗi đau đớn lớn lao nhất của tôi là hiểu biết rõ rằng tôi không bao giờ được nhìn thấy Chúa. Ở hỏa ngục, điều này hành hạ chúng tôi nhiều. Nhưng khi còn ở trần gian, chúng tôi không cảm thấy đau đớn gì. Khi một con dao nằm trên bàn, thì nó không có gì khác biệt. Ai cũng thấy lưỡi dao, nhưng lưỡi dao không cắt tay ai. Nhưng nếu con dao đâm thấu vào thể xác, thì chúng ta phải hét lên vì đau đớn. Giờ đây, tôi cảm thấy mình hoàn toàn mất Thiên Chúa. Trước đó, tôi chỉ có khái niệm về sự kiện này thôi. Đau khổ khác nhau. Trong hỏa ngục, các linh hồn đau đớn với mức độ khác nhau. Nếu ai có lòng hiểm độc và biết rõ tội mình mà vẫn phạm tội, thì bị trừng phạt nhiều hơn và cảm nhận sự mất Chúa lớn lao hơn. Hắn bị hành hạ nhiều hơn. Nhưng những linh hồn vốn là người Công giáo thì đau khổ hơn những linh hồn thuộc về tôn giáo khác, vì họ nhận được nhiều ánh sáng và ân sủng lớn lao hơn, nhưng họ khinh thường. Những linh hồn càng hiểu biết nhiều thì càng đau đớn triền miên hơn những linh hồn biết ít. Những linh hồn độc ác thì bị thống khổ hơn những kẻ phạm tội vì sự yếu đuối. Đừng đợi khi giờ chết đến sẽ thay đổi, không đâu. Nhưng không một ai chịu đau đớn nhiều hơn những gì họ đáng chịu. Tôi ước gì điều này không phải là sự thật, thì tôi có một lý do để ghét. Có lần chị bảo tôi rằng, không ai phải xuống hỏa ngục mà không biết. Đó là mặc khải được tiết lộ cho một vị thánh. Tôi đã cười trước lời của chị. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải xác nhận điều đó. Trong thâm tâm, tôi nói, nếu điều này là sự thật, thì khi giờ chết đến, tôi sẽ thay đổi. Sự thật là trong khi chết cách thình lình, tôi không biết hỏa ngục là một thực tại. Không ai biết được, nhưng tôi hiểu thật rõ và tôi lặp lại một mình. Nếu khi mình chết, mình sẽ đi tới một thế giới khác như một mũi tên bắn vào Chúa. Mình sẽ đền tội vì những hậu quả của mình làm ra. Dù biết thế, nhưng tôi không hề thay đổi. Nhưng tôi đã nói từ trước, tôi không thay đổi mà vẫn giữ tật xấu. Điều này thường xảy ra với nhân loại, nhất là những người già, và ai cũng hành động như thế cả. Cái chết của tôi xảy ra như sau. Một tuần trước đây, tôi phải nói theo kiểu đo lường thời gian, bởi vì với sự đau khổ, thì dù có một tuần mà không có cảm tưởng như tôi bị đốt trong lửa hỏa ngục cả 10 năm rồi. Vâng, chỉ một tuần trước đó, chồng tôi và tôi đi chơi vào ngày Chủ nhật. Đó là ngày cuối cùng của đời sống tôi.
Hôm ấy có một buổi bình minh rực rỡ, tôi cảm thấy mạnh khỏe và vui vẻ trong suốt ngày. Khi trở về, chồng tôi bỗng nhiên bị lòa mắt vì ánh đèn của chiếc xe chạy ngược chiếu và anh ấy lạc tay lái. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng Giê-xu, không phải là lời cầu nguyện mà là một tiếng hét. Một nỗi đau đớn đến xuyên thấu người tôi và tôi mất hết cảm giác, thật là kỳ lạ. Thứ 18, vẫn cố chấp nói không. Sáng hôm ấy, tôi không hiểu làm cách nào để diễn tả. Tôi có một tư tưởng trong đầu như sau. Con vẫn còn có thì giờ để dự thánh lễ một lần nữa. Nhưng tôi trả lời không, thật rõ ràng và chắc nịch. Tôi tiếp tục nghĩ, nếu cần, những điều này nên chấm dứt. Hãy để cho tôi chịu các hậu quả của việc tôi làm. Ngày nay, tôi phải chịu sự đau đớn đời đời. Điều gì xảy ra sau khi tôi chết, chỉ sẽ tìm biết được. Về số phận của chồng tôi, của mẹ tôi, điều gì xảy ra với cái tử thi của tôi, tang lễ, tất cả những gì xảy ra thì tôi được biết với các chi tiết khi tôi vào hỏa ngục. Còn những sự khác xảy ra trên trái đất thì chúng tôi không biết rõ. Hôm nay, tôi đang nhìn thấy chị đang ở đâu. Thứ 19, phút phán xét. Trong giây phút tắt thở, bỗng dưng tôi tỉnh lại và ra khỏi bóng tối, và tôi thấy mình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng huy hoàng, sống động, ngay tại nơi mà tử thi của tôi nằm. Sự kiện này xảy ra như trong rạp hát. Bất chợt, đèn trong phòng tắt ngúm, tấm màn kéo lên và tôi không tưởng tượng được. Khi thấy các cảnh tượng xuất hiện, đó là những hình ảnh của cuộc đời tôi, giống như một tấm gương, linh hồn tôi được xem thấy những gì mình đã làm, từ khi còn trẻ cho đến khi chết. Tôi nói, không, trước nhan Thánh Chúa, tôi cảm thấy mình như một tên sát nhân, nhìn thấy nạn nhân không vũ khí tự vệ, ở trong một phiên tòa. Liệu tôi có hối cải không? Không bao giờ. Tôi không thể chịu đựng nổi một cảnh tượng như thế trong đôi mắt của Chúa, đấng mà tôi lìa bỏ. Vì thế, tôi chỉ còn một con đường là chạy trốn thôi. Đó là cách chạy trốn của Cain ra khỏi tử thi của Abel. Đó là một con đường làm cho linh hồn tôi cảm thấy khủng hoảng. Tình trạng xấu xa của linh hồn tôi, đó là tòa phán xét, rồi có tiếng nói của Chúa Giê-xu vô hình. Hãy tránh xa khỏi ta. Ngay lập tức, linh hồn tôi như bóng tối, đi vào lửa hỏa ngục đời đời. Lời kết của Sơ Lara. Lá thư của chị Anna chấm dứt. Và chị đã viết lá thư ấy từ hỏa ngục. Chữ cuối cùng rất khó đọc và nó ngoạch ngoạc. Và lá thư nằm trong tay của tôi như bụi tro tàn. Đột nhiên tôi nghe tiếng chuông báo thức. Tôi giật mình thức dậy và thấy mình còn nằm trên giường. Ánh sáng màu đỏ của mặt trời xuyên qua cửa sổ. Giáo xứ bên cạnh đang đọc kinh truyền tin. Có thật không? Có phải đó là một giấc mơ không? Chưa bao giờ như lúc ấy, tôi cảm nghiệm được lời chào kỳ quái của Anna. Tôi đọc ba kinh kính mừng một cách chậm rãi. Trong lòng tôi có một giải pháp rõ ràng. Ta nên sống dưới sự che chở của Đức Mẹ Chúa Trời. Ta nên tôn vinh Mẹ Maria với lòng sùng kính. Nếu như ta không muốn mình bị xui xẻo như một linh hồn, sẽ không bao giờ thấy Chúa. Tôi vẫn còn run sợ bởi giấc mơ của cái đêm kinh khủng ấy. Tôi ngồi dậy, mặc quần áo cách vội vàng
và đi xuống nhà nguyện. Tim tôi đập thình thịch và khuôn mặt tôi còn lộ vẻ luống cuống và bất an. Những người ở trọ khác đang quỳ bên cạnh tôi, họ bối rối nhìn tôi. Có thể họ nghĩ rằng vì tôi chạy xuống cầu thang nên mệt. Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đi bộ trong vườn, thì gặp một phụ nữ già tử tế. Bà ta đến từ vùng Budapest. Bà được thanh tẩy vì đau khổ nhiều. Bà ốm yếu nhưng lại hăng say phục vụ Chúa. Bà có vẻ tinh tế về phần thiêng liêng. Bà mỉm cười bảo tôi, này cô ơi, Chúa Giêsu không thích chúng ta phục vụ Ngài một cách vội vã đâu. Nhưng khi bà cảm thấy tôi bị rung động về một điều gì đó, bà nói thêm một cách nhẹ nhàng, cô có biết câu chuyện về Thánh Teresa Avila không? Hãy nghe đây. Đừng để điều gì làm phiền bạn. Đừng để điều gì làm cho bạn sợ. Hãy kiên nhẫn và chiến thắng tất cả. Mọi sự qua đi, nhưng Chúa không thay đổi. Những ai có Chúa thì không thiếu gì. Một mình Chúa đủ mọi sự cho ta. Trong một lúc, bà lặp lại những lời thơ này, thì dường như tôi đọc được trong linh hồn mình. Một mình Chúa đủ mọi sự cho ta. Vâng, một mình Chúa là đủ cho tôi rồi, ở đây và ở trên kia. Tôi muốn thuộc về Chúa một ngày nào đó. Cho dù tôi cần phải làm nhiều việc hy sinh cần thiết, bởi vì tôi không muốn đi xuống hỏa ngục. Đến đây, chấm dứt bản viết tay của một người nữ tu trẻ tuổi. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org. Hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 3 từ chương 10 đến chương 13. Chương 10. Luôn luôn trông cậy Chúa thương xót, chàng hạt thương xót. Thứ nhất, tràng hạt này Chúa Giêsu đã dạy cho sơ Fortina tại Vilnius vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935 như một lời kinh đền tạ hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Thứ hai, ơn phúc tràn trề Chúa ban. Con hãy đọc không ngừng tràn chuỗi hạt tình thương Cha đã dạy con, để làm dịu cơn giận công thẳng của Thiên Chúa. Cho người đọc, linh hồn nào đọc tràng chuỗi tình thương này sẽ được tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài nỉ. Xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha, ta sẽ bao bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta. Trong giờ chết, ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại. Tôi đang đọc chuỗi kinh thì nghe những lời này, Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của Cha, con ghi chép những lời này,
con nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng, trong lúc vẫn còn thời giờ, để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Cho loài người, bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn. Cha ao ước cả thế giới được biết đến lòng thương xót cha. Cha ước ao ban những ơn không thể đo lường cho những linh hồn tin cậy vào lòng thương xót cha. Cho tội nhân, các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này khi hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi. Tội nhân cứng lòng nhất, nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần, cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng thương xót vô cùng của cha. Khi linh hồn sầu khổ vì tội lỗi, con viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim thương xót của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Con họ biết rằng, chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha, mà họ phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thê, nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của cha. Các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Cho người hấp hối, khi tràng hạt tình thương này được người ta đọc bên cạnh người hấp hối, cơn giận của cha sẽ dịu lại, lòng thương xót không thể dò được của cha sẽ mở ra cho linh hồn ấy. Nhờ cuộc tử nạn của Chúa Kitô, khi ai đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối này, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Sơ Fortina kể, chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy một người đang hấp hối và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn, con đọc chuỗi kinh cha đã dạy. Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối, và lấy hết lòng sốt sắng, bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh, thì bà ta tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa thực hiện lời người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân của Chúa gửi với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy. Cho hết bão tố. Hôm nay, tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố, cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả và sấm sét xăng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại, thì nghe những lời này. Con đọc chuỗi kinh cha đã dạy con, thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi kinh, chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn. Và tôi nghe những lời này, nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự.
nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Sau đây là một câu chuyện. Một chị kia đã đọc trong cuốn nhật ký lòng thương xót của Fortina, thấy Chúa Giêsu dạy, khi nào trời sấm sét, con hãy đọc bộ kinh thương xót để xin ơn bình an. Mấy ngày vừa qua, nghe đài báo vùng chị ở sẽ có sấm sét bão táp, chị liền rủ một người bạn cùng đọc kinh thương xót, xin Chúa giúp tránh bão mà chị rất sợ. Kết quả, sấm sét bão táp không xảy ra ở vùng, nhưng đã xảy ra ở vùng lân cận. Chị nói, lần nào đọc kinh lòng thương xót, cũng được Chúa thương xót cho khỏi bão. Thứ ba, cách lần hạt. Khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn. Mỗi lần vào nhà nguyện, con lập tức đọc lời kinh cha đã dạy con. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này. Lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của cha. Con đọc kinh ấy theo chàng chuỗi mân côi và đọc theo cách này. Trước tiên, con đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và kinh tinh kín. Sau đó, với những hạt kinh lạy cha, con đọc, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha, mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Con rất yêu dấu cha, là Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khi gặp những hạt kinh kính mừng, con đọc, vì cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con đọc ba lần câu, lạy Thiên Chúa Chí Thánh, toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Theo nhật ký lòng thương xót Chúa, số 476, bản dịch của tu sĩ Matthias Ngọc Đính, dòng Đồng Công. Chương 10. Kinh Thánh và sự hiện hữu của ma quỷ. Trong bộ Kinh Thánh, các sách Tân Ước nói về ma quỷ nhiều hơn là các sách Cựu Ước, và Kinh Thánh dùng nhiều danh từ khác nhau để mô tả ma quỷ. Quỷ được gọi là Satan, trong tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ tố cáo, kẻ vu khống hoặc là đối thủ. Trong tiếng Hy Lạp, quỷ được gọi là Diabolos, có nghĩa là kẻ chia rẽ. Phúc âm theo Thánh Matthew, Marco và Luca gọi quỷ là kẻ thù, là tên cám dỗ, là tên gian ác, là kẻ mạnh mẽ và chỉ có thể bị người mạnh hơn chiến thắng, đó là Chúa Giêsu. Theo Công đồng chung Laterano thứ 4, nhóm vào năm 1215, thì không phải tất cả các thiên thần đều được tham dự vào sự trọn lành siêu nhiên, nhưng có một số đã sa ngã phạm tội và bị án phạt đời đời. Lời quả quyết này dựa trên lời dạy trong thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Bởi vì Thiên Chúa đã không tha thứ cho các thiên thần phạm tội, nhưng cứ xô đẩy chúng xuống hỏa ngục và giam giữ chúng dưới vực tối tăm đợi ngày phán xét. Trong thư Thánh Rút cũng có lời quả quyết tương tự. Tôi muốn nhắc lại cho anh chị em những điều mà anh chị em đã biết, đó là Thiên Chúa đã cứu dân mình ra khỏi nước Ai Cập và sau đó đã hủy diệt các kẻ phản bội. Còn các thiên thần không giữ chức vị mình mà đã bỏ nơi mình ở, thì đã bị Thiên Chúa xiềng xích và giam giữ vĩnh viễn ở ngục tối tăm cho đến ngày phán xét. Cũng vì quỷ là những thiên thần sa ngã như vậy, nên Kinh Thánh có nhiều đoạn xác nhận ma quỷ là những hữu thể thực sự chứ không phải chỉ là một kiểu nói nhân cách hóa. Ví dụ như trong Phúc âm theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu tranh luận với những người biệt phái, Ngài nói với họ, tổ phụ các ngươi là ma quỷ
và các ngươi lại muốn thực hiện những ước vọng của tổ phụ các ngươi. Ma quỷ là kẻ sát nhân ngay từ ban đầu. Nó không ở trong sự thật, vì không có sự thật nào nơi mình nó. Khi nó nói dối, là nó nói theo bản tính của nó, vì nó là kẻ gian dối và là cha sự gian trá. Còn ta nói sự thật mà các ngươi không tin ta. Gioan chương 8 câu 44 đến câu 45. Trước đó, Phúc âm Nhật Lãm, Matthew, Marco và Luca đã trình thuật việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trên hoang địa. Phúc âm trình bày Chúa chiến đấu với một nhân vật có thực, chứ không phải là một huyền thoại. Và suốt trong cuộc đời công khai truyền đạo, Chúa Giêsu chứng tỏ sứ mạng của Ngài là chống lại và chiến thắng quyền lực của sự dữ. Qua những lần xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người, giải thoát những người bị quỷ ám, như trong Phúc âm theo Thánh Matthew, sau khi những người biệt phái gièm pha Chúa đã nhờ phép tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ, Ngài phán: nước nào chia rẽ rối loạn thì sẽ bị tàn phá, thành nào, nhà nào phân ly, bất thuận thì sẽ không đứng vững. Nếu quỷ lại trừ quỷ thì chúng chia rẽ, nước chúng sẽ vững bền thế nào. Nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, con cháu các ngươi sẽ nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi thế, chính họ sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ Thánh Linh Chúa mà trừ quỷ, thì ấy là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi. Matthew chương 12 câu 24 đến câu 28. Về Thánh Phaolô tông đồ, trong thư thứ hai gửi các tín hữu thành Corinto, Ngài cảnh giác các tín hữu coi chừng kẻ đội lốt thiên thần. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối A-song và E-va thế nào, thì lòng trí anh chị em cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Cũng trong thư này, sau khi các cảnh giác, các tín hữu đề phòng các tông đồ giả, thánh nhân kết luận rằng những điều đó không là gì, vì chính Satan cũng đã từng giả làm thiên thần sáng láng. Một lần khác, trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Tesalonica, Thánh Phaolô đã ám chỉ tới những người với quyền năng của ma quỷ tự xưng mình là Thiên Chúa. Đừng ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào, vì trước hết sẽ xảy ra sự chối đạo và sẽ xuất hiện người gian ác, tức là tên hư hốt. Tên thù địch này sẽ tôn mình lên trên mọi sự mang danh Thiên Chúa hay thuộc về sự thờ phượng, đến nỗi nó chiếm tòa Chúa trong đền thờ và tự xưng mình là Thiên Chúa. Sách Khải Huyền đã thuật lại cuộc chiến đấu của tổng lãnh thiên thần Michael cùng với các thần dữ như sau. Sau đó, một cuộc chiến đấu dữ dội xảy ra trên trời. Tổng lãnh thiên thần Michael cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng. Con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt, nhưng chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị trên trời. Con rồng lớn, tức là con rắn xưa kia, thường gọi là ma quỷ hay là Satan, kẻ lừa dối, thiên hạ bị quăng xuống đất cùng với các đồng đảng của nó. Tuy bị sa ngã và bị trừng phạt, nhưng ma quỷ không bị mất bản tính thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho khi tạo dựng nên chúng. Chính vì tất cả những giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, nên truyền thống giáo hội vẫn xác quyết ma quỷ là những thiên thần sa ngã, và chúng là những hữu thể thiêng liêng có thực, chứ không phải chỉ là sự nhân cách hóa tội lỗi và sự ác, như một số nhà thần học chủ trương.
thái độ đối với ma quỷ. Với những giáo huấn trên đây, hiển nhiên là giáo hội lên án đạo thờ Satan, kẻ thù của Thiên Chúa và loài người. Trong nghi thức lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu hoặc cha mẹ đỡ đầu phải tuyên bố từ bỏ Satan và các việc làm của chúng, và giáo hội cũng có nghi thức trừ tà để giải thoát những người bị quỷ ám. Đối với ma quỷ, giáo hội, cụ thể là nhiều vị thánh, vẫn thường khuyên các tín hữu có thái độ cảnh giác, đề phòng, nhưng đồng thời phải tránh quy gán mọi sự là do ma quỷ tạo nên, trong khi có thể giải thích sự kiện một cách tự nhiên bằng y khoa và các khoa tâm lý khác. Trong tiểu sử của Thánh Gioan Bosco, có ghi lại nhiều lần thánh nhân bị ma quỷ quấy phá nhằm cản trở công trình lớn lao của ngài. Cha Anfossi kể lại rằng mỗi khi Thánh Gioan Bosco sắp sửa bắt đầu một công việc quan trọng để làm vinh danh Thiên Chúa, thì ngài lại bị ma quỷ thọc gậy bánh xe bằng cách quấy phá giấc ngủ ban đêm của ngài. Một buổi sáng kia, vào năm 1857, bấy giờ cha Bosco được 42 tuổi, tôi hỏi Đông Bosco xem ngài có ngủ ngon không. Thánh nhân đáp, không ngon lắm, vì tôi bị một con vật xấu xa, có hình con gấu, leo lên giường và muốn đè tôi ngộp thở. Sự kiện này không phải chỉ xảy ra một lần, mà Thánh Gioan Bosco nói rõ, ngài bị ma quỷ quấy phá. Một đêm kia, khi thánh nhân viết xong tu luật dòng Salesian, thành quả của bao nhiêu lời cầu nguyện, suy tư, làm việc, và khi ngài viết câu để vinh danh Chúa được cả sáng hơn, thì kẻ thù của loài người xuất hiện. Hắn di chuyển bàn viết của cha Bosco, lật đổ bình mực trên tập thủ bản tu luật dòng, và tạo nên cơn gió lốc cuốn bản tu luật bay lên và rơi xuống đất, bay tung tóe, đồng thời có tiếng khét kinh khủng vang lên. Rốt cục, bản tu luật đó bị nhòe hết, không đọc được nữa, mà Thánh Bosco phải bắt đầu lại công việc của ngài. Chính thánh nhân đã kể lại sự kiện này với một số người, trong đó có linh mục Thừa Sai. Những năm sau đó, đặc biệt từ năm 1862 đến 1864, Thánh Gioan Bosco còn phải vật lộn với ma quỷ nhiều lần ban đêm, làm cho ngài thức trắng đêm. Khi thì quỷ đốt lò sưởi lên, lúc thì hắn bổ củi hoặc kéo chăn chùm toàn thân của ngài. Một buổi tối năm 1865, Thánh Bosco kể lại cho một nhóm bạn trẻ về những quấy phá của ma quỷ mà ngài phải chịu. Một thiếu niên hăng hái ngắt lời cha, con không sợ gì quỷ đâu cha. Đông Bosco dằn lòng đáp lại, im đi con, đừng nói như vậy, con không biết ma quỷ có quyền lực như thế nào. Nếu Chúa để cho hắn sử dụng, cậu thiếu niên càng lên mặt nói, con mà thấy quỷ, con sẽ tóm cổ nó, không để cho nó chạy thoát. Nhưng Thánh Bosco nhắn nhủ, đừng nói điên rồ như vậy, cậu nhỏ, con sẽ sợ chết điếng khi vừa thấy nó. Thánh nhân tiếp tục câu chuyện, ngài kể cho các bạn trẻ phương thức khử trừ ma quỷ, đó là cầu nguyện thật nhiều và chay tịnh. Bài viết Giáo hội Công giáo đối với đạo thờ Satan, linh mục Đức Anh, dòng Đa Minh. Một chuyện thời sự. Hồi thượng tuần tháng 7 năm 2009, một công ty tài chính ở Cộng hòa Letonia tuyên bố sẵn sàng cho khách hàng mượn tiền dễ dàng, nhưng phải lấy linh hồn của mình làm bảo chứng. Ai không trả tiền thì phải nạp linh hồn cho công ty. Công ty này tên là Cantora và có trụ sở tại thủ đô Riga. Họ cho mượn những món tiền nhỏ từ 50 đến 500 lat và mọi người đều có thể xin mượn, không phân biệt tuổi tác
và tình trạng kinh tế. Họ cho mượn tiền 90 ngày với lãi suất hàng năm là 365%. Chỉ có một điều kiện duy nhất là khách hàng mượn tiền phải lấy linh hồn mình làm bảo chứng. Lời quảng cáo này được đăng trên Internet, tuyên bố với báo Vesti Sedonia bằng tiếng Nga tại Riga. Đại diện ẩn danh của công ty Cantora nói, chúng tôi cho mượn tiền thật, và nếu linh hồn là điều quan trọng đối với những người mượn tiền của chúng tôi, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ lấy lại được số tiền đó. Mọi sự đều rõ ràng và lương thiện. Tuy nhiên, Đức Hồng Y, Janis Puzas, Tổng Giám mục Giáo phận Riga, e ngại rằng đằng sau công ty Cantora có thể có một giáo phái thờ Satan. Ngài nói, chúng tôi nghiêm túc cứu xét vụ này, cùng với các vị lãnh đạo giáo hội chính thống và Tin lành Luther. Chúng tôi đã thỉnh cầu Bộ Nội vụ Lettoni cho mở cuộc điều tra, vì chúng tôi nghi rằng đằng sau vụ này có một giáo phái thờ Satan, chứ không phải chỉ là một công ty cho mượn tiền bất cần đời như vậy. Loại công ty này có thể hủy hoại dân chúng về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Không biết Bộ Nội vụ Lettoni có đáp ứng yêu cầu của Đức Hồng Y Puzas cho mở cuộc điều tra về công ty Cantora hay không, và kết quả cuộc điều tra nếu có như thế nào. Những mẫu tin trên đây cho thấy đạo thờ Satan là điều làm cho giáo hội lo ngại, nhất là những tai hại mà các giáo phái này có thể gây ra cho linh hồn và cả thể xác nữa. Nhưng tại Italia hiện nay, giáo quyền công giáo liên hệ đang cứu xét án xin phong chân phước cho nữ tu Maria Laura Menetti, 61 tuổi, giám đốc lưu xá ở thị trấn Chivavena, Bắc Italy, bị ba thiếu nữ 17 tuổi theo một giáo phái thờ Satan đánh lừa và sát hại hồi năm 2000 theo nghi thức thờ Satan. Một cô tên là Milana giả bộ sắp sinh con và xin điện thoại, xin chị Menetti đến cứu giúp. Vì chị vốn rất thương người, chị chạy đến thì bị ba thiếu nữ bắt trói, bắt chị quỳ xuống. Chúng bắt đầu lăng mạ chị, rồi đập đầu chị vào tường, lấy gạch đập thêm vào đầu, rồi dùng dao đâm chết chị. Tại nơi xảy ra án mạng, người ta tìm thấy nhiều dấu vết của đạo thờ Satan, và ba thiếu nữ đã thú nhận với nhà chức trách tư pháp. Trong những tháng trước khi ra tay, ba thiếu nữ này đã thực hành các nghi thức Satan khác, trong đó có lời thề máu, nhân danh Satan, họ cam kết liên kết với nhau, bất khả phân ly. Câu chuyện công giáo và sự hiện hữu của Satan ma quỷ. Nhưng không thiếu những người mỉm cười những sự kiện trên đây, vì lý do dễ hiểu là họ không tin có ma quỷ hay Satan, và thái độ này rất thịnh hành ngày nay, kể cả nơi người công giáo. Họ cho rằng ma quỷ không phải là điều có thật, nhưng chúng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng để diễn tả sự ác mà thôi. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, hầu hết các nhà thần học Tin lành và cả một số nhà thần học công giáo không còn tin có ma quỷ nữa, và họ coi đó chỉ là một lối nhân cách hóa sự ác hiện diện trong trần gian. Họ nói rằng những câu chuyện chúa trừ quỷ ám trong phúc âm phải được hiểu dưới ánh sáng của khoa phân tâm học ngày nay. Đó chỉ là những thứ bệnh tâm lý, chứ chẳng phải là ma quỷ ám ảnh gì cả. Nhà thần học nổi tiếng của Tin lành Đức đã quả quyết rằng, nhờ kiến thức về những sức mạnh và luật thiên nhiên, ngày nay người ta đã loại bỏ được niềm tin vào các thần linh mà ma quỷ. Người ta không thể sử dụng ánh đèn điện và máy thu thanh,
hoặc khi bị bệnh được điều trị trong các nhà thương tối tân, mà đồng thời lại tin là có một thế giới thần linh và những phép lạ mà Kinh Thánh Tân Ước kể lại cho chúng ta. Cũng vì những quan niệm đó mà vào năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trình bày loạt bài giáo lý mỗi thứ tư hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ở Roma về việc Chúa tạo dựng vũ trụ và các thiên thần phản loạn biến thành quỷ sứ, nhiều báo chí đã đăng những bài báo với tựa đề lớn như Đức Giáo Hoàng tin có quỷ. Các ký giả coi đó là một sự lạ, lạ vì họ tự hỏi làm sao giữa thời văn minh kỹ thuật tân tiến này, Đức Giáo Hoàng lại có thể tin có ma quỷ như thời xa xưa như vậy. Đức Hồng Y, cố tổng giám mục giáo phận Roussillon bên Bỉ, cũng nhận định rằng cần phải nhận thực là ngày nay các tín hữu Kitô cảm thấy khó chịu khi họ nói về sự hiện hữu của quỷ. Phải chăng đó là một huyền thoại hay là một thực tại? Phải chăng cần đưa Satan vào thế giới của tưởng tượng? Phải chăng nó chỉ là một sự nhân cách hóa tượng trưng cho sự ác, và là một kỷ niệm buồn thương về một thời kỳ tiền khoa học? Ngày nay đã qua rồi, rất nhiều tín hữu Kitô nghĩ rằng quỷ chỉ là một huyền thoại. Những người nhận là quỷ có thực thì cảm thấy ngỡ ngàng và lúng túng vì sợ bị người ta xếp vào loại người còn tin vào những tưởng tượng bình dân. Khi dạy giáo lý, giảng thuyết và khi dạy thần học ở các đại học và chủng viện, người ta thường tránh không nói về đề tài ma quỷ. Quỷ đã thành công trong mưu đồ làm cho người ta coi nó là một cái gì lỗi thời, không còn nguy hiểm nữa, và đây chính là một chiến thắng tinh xảo nhất của chúng. Trong những hoàn cảnh như thế, các tín hữu Kitô phải có một trình độ can đảm cao độ để bất chấp sự chế nhạo và mỉa mai của những người đồng thời về vấn đề hiện hữu của ma quỷ. Trong một cuộc điều tra thực hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 1974, 85% các nhà thần học tin lành và 23% các nhà thần học công giáo được hỏi ý kiến đã chấp thuận, nhận xét theo đó, điều mà Kinh Thánh muốn, đó là chúng ta phải nghiêm chỉnh chống lại sự ác. Còn việc tin có ma quỷ hay không, đó không phải là điều quan trọng. Về phía giáo quyền công giáo, mặc dù cho đến nay, giáo hội chưa hề chính thức tuyên bố một tín điều nào về sự hiện hữu của quỷ, nhưng giáo hội vẫn dạy một cách bình thường rằng sự hiện hữu của quỷ là điều đã được phúc âm nói tới rõ ràng. Đức Giáo Hoàng Paulo đệ lục trong bài diễn văn ngày 15 tháng 11 năm 1975 đã khẳng định sự hiện hữu của quỷ và mạnh mẽ nói rằng ai phủ nhận sự hiện hữu của quỷ hoặc giải thích quỷ như một điều không có thực, một sự nhân cách hóa những nguyên nhân gây nên những điều xấu xa nơi chúng ta, tức là đi ra khỏi khung cảnh giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội. Tiếp đến, ngày 26 tháng 5 1975, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra tuyên ngôn dài tựa đề Đức tin Kitô và ma quỷ học để tái khẳng định niềm tin phổ quát và liên tục của giáo hội. Theo đó, ma quỷ là điều có thực, chứ không phải là huyền thoại hoặc là một kiểu nói nhân cách hóa. Tuyên ngôn vạch rõ những quan niệm sai lầm của một số trào lưu thần học ngày nay, phủ nhận hoặc hiểu không đúng về ma quỷ, đồng thời tái khẳng định giáo huấn chính thức của công giáo về vấn đề này. Dựa trên các lý chứng kinh thánh, giáo phụ, truyền thống và giáo huấn của hội thánh, có điều tréo cẳng ngỗng là đồng thời với trào lưu phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta thấy có hiện tượng đạo thờ Satan và ma quỷ lan tràn hơn bao giờ hết tại nhiều quốc gia văn minh trên thế giới ngày nay. Về điểm này, linh mục dòng Cappuccino
giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng đã nhận định rằng Satan sau khi bị đức tin và thần học xua đuổi, nay đang trở lại dưới hình thức mê tín. Thế giới hiện đại kỹ thuật tân tiến, tại những nơi kỹ thuật tiến bộ nhất, đang đầy rẫy các thầy phù thủy, ma thuật, đồng bóng, những thầy tướng số tử vi và những người bán bùa ngải. Chương 11. Người ta tự chọn hỏa ngục. Các linh hồn phải xa hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó, không tại nhiều tội phải xa hỏa ngục, nhưng tại không ăn năn, không trông cậy Chúa, hãy trông cậy Chúa. Ngày 15 tháng 12 1935, Chúa Giêsu dạy nữ tu Consolata Betrone viết những điều này gửi cho các linh hồn. Consolata, điều rất thường xảy ra là các linh hồn tốt lành, đạo đức và cả những linh hồn đã tận hiến cho cha cũng thường làm khổ trái tim cha tới cùng vì những câu nói hờ hững như ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? Hãy mở sách phúc âm ra và đọc những lời hứa này. Ta hứa cho chiên ta sẽ cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bị hư mất đời đời, không có ai có thể giựt chúng khỏi tay ta. Những ai mà cha ta đã ban cho ta thì quý hơn tất cả, và không ai có thể giựt chúng khỏi tay cha ta. Consolata, con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta. Trong cõi đời đời, chúng không hư mất, vì cha ban cho chúng sự sống đời đời. Cha nói những lời này cho ai? Cho tất cả các con chiên, cho tất cả các linh hồn. Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vậy tại sao còn có lời nhục mạ? Ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? Cha đã ban lời bảo đảm trong phúc âm rằng, không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta, và rằng, ta ban cho chúng sự sống đời đời. Vì vậy các linh hồn không thể hư mất, hãy tin ta đi, Consolata. Các linh hồn phải xa hỏa ngục, chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi, vì không có ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta. Vì có tự do, linh hồn có thể chạy thoát khỏi cha, có thể phản bội cha, có thể từ chối cha bằng ý muốn riêng của mình để chạy đến với Satan. Ôi, thay vì đã thương trái tim cha bằng những bất tín, con có thể nói thêm ít tư tưởng về thiên đàng đang chờ con. Cha đã không dựng nên con để vào hỏa ngục, nhưng dựng nên con để hưởng thiên đàng. Không là bạn với quỷ dữ, nhưng là an hưởng với cha đời đời trong tình yêu. Consolata, con thấy đó, các linh hồn phải xa hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó thôi. Điên khùng chừng nào, sự sợ hãi bị luận phạt, sau khi đổ hết máu mình ra để cứu chuộc các linh hồn, sau khi bao bọc các linh hồn bằng hết ơn này tới ơn khác trong suốt cuộc sống của các con, thử hỏi cha có cho phép Satan, kẻ thù xấu xa nhất của cha, cướp giật các linh hồn khỏi tay cha vào phút cuối cùng cuộc đời nó không? Ngay vào lúc cha sắp lượm kết quả của công ơn cứu chuộc, và do đó, vào lúc linh hồn này được sắp hưởng tình yêu cha muôn đời, cha có thể làm như thế sao? Khi trong phúc âm cha đã hứa ban cho linh hồn sự sống đời đời, và không ai có thể giựt chúng khỏi tay cha, Consolata, làm sao có thể tin rằng sự quái gở ấy sẽ xảy ra được? Con biết đó, hình phạt cuối cùng chỉ có thể tìm thấy nơi những linh hồn cố ý muốn đi vào hỏa ngục. Và đó là tại gan lì cố chấp từ chối lòng Thiên Chúa, vì không bao giờ cha từ chối ban ơn tha thứ cho bất cứ linh hồn nào. Cha ban ơn thông cảm vô cùng cho mọi người, và máu cha đổ ra cho mọi người, cho mọi người. Không, không phải vì vô số tội mà linh hồn bị kết án, vì cha ban ơn tha thứ cho mọi kẻ có lòng ăn năn, nhưng bởi vì sự gan lì, cố chấp,
không muốn được tha thứ, nó muốn bị hư mất. Trên thập giá, tên trộm Dismas chỉ nói một cử chỉ đức tin vào cha, mà nhiều tội lỗi của hắn trong chốc lát đã được xóa bỏ. Và quả thực, ngay hôm được tha thứ đó, hắn được vào nước thiên đàng và nên một vị thánh. Đó là sự chiến thắng của lòng thương xót và lòng tin cậy vào cha. Còn Solata, không đâu, cha ta đã ban cho các linh hồn thì cao trọng hơn, quyền thế hơn tất cả các quỷ dữ, không ai có thể cướp giật chúng khỏi tay cha ta. Ô, con Solata, hãy trông cậy nơi cha, hãy tin tưởng nơi cha, con phải tin tưởng mù quáng rằng cha sẽ hoàn tất những lời hứa trọng đại cha đã hứa với con. Cha nhân danh, nhân lành và thương xót vô biên, vô lượng. Cha không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống. Chúa muốn ta cứ tin cậy Chúa, bất kể hoàn cảnh nào. Chị con Solota đã từng gặp những cơn thử thách khi nghĩ đến phần rỗi mình. Ngày 3 tháng 11 năm 1935, khi Si về dụ ngôn ông chủ trồng cây nho, nếu không xin trái sẽ bị chặt đi. Con Solata đã chép lấy và suy niệm trong ngày hồi tâm. Chị thấy tâm hồn mình hiện lên rõ nét. Chị sợ cho số phận mình phải rơi xuống hố. Chị khóc và không dám ngửa mặt lên trời. Một hy vọng như tan biến mất, bị giằng vặt khổ sở hàng giờ, vực thẳm mở ra trước mặt. Sau cùng, chị gào lên, Giê-xu, con tin cậy Chúa. Và vực thẳm biến mất, bình an trở lại trong tâm hồn. Một lần chị con Solata chịu đau khổ ghê gớm để cầu cho linh hồn người anh linh mục thiêng liêng, xin Thiên Chúa cứu rỗi. Chúa phán, hãy tôn vinh Thiên Chúa với lòng trông cậy của con. Hãy thề hứa với cha rằng, nếu con luôn luôn tin cậy, thì dù linh hồn con có gặp bất cứ tình cảnh nào, thiên đàng sẽ được mở ra cho con. Chương thứ 12. Những con đường dẫn xuống hỏa ngục. Lời cô Anne viết trong lá thư hỏa ngục gửi cho sơ Clara. Thứ nhất, gia đình tội lỗi. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ không sống cuộc sống đạo đức thánh thiện. Con cái chắc chắn cũng không được hấp thụ một nếp sống gia đình đạo đức thánh thiện. Nếu cha mẹ lại sống một cuộc đời khô khan hay tội lỗi, cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về tinh thần đạo đức của con cái. Và khi chê bỏ tinh thần đạo đức, khi không chịu giáo dục con cái theo nếp sống đức tin, thì cha mẹ vạch cho con cái một con đường đi, đó chính là đường dẫn xuống hỏa ngục. Thứ hai, chê bỏ sự xưng tội sức lễ. Tôi hư mất không phải vì tôi năng phạm tội, cho bằng chính vì tôi không muốn trỗi dậy. Không muốn trỗi dậy có nghĩa là không muốn ăn năn, không muốn cải hóa, không muốn xưng tội. Vì không muốn trỗi dậy cho nên An đã hư mất và đã xa hỏa ngục. Thứ ba, thiếu lòng sùng kính Đức Mẹ. Cầu nguyện là bước đầu tiên để đi tới Thiên Chúa, và đó là bước quyết định, nhất là cầu nguyện với Đấng làm Mẹ Chúa Kitô. Lòng tôn sùng Ngài có sức lôi kéo biết bao linh hồn khỏi tay ma quỷ. Những linh hồn mà vì tội lỗi lẽ ra chắc chắn phải rơi vào tay chúng. Thứ tư, không cầu nguyện. Tất cả những kẻ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đều đã không cầu nguyện đủ. Vào những năm cuối cùng trong đời, lẽ ra tôi phải cầu nguyện, nhưng tôi đã không cầu nguyện, vì thế tôi không nhận được ân sủng. Không có ân sủng, chẳng ai có thể cứu được thoát. Thứ năm, khinh chê ơn Chúa. Mỗi sự hiểu biết, mỗi kỷ niệm về những gì mình đã xem thấy, nghe thấy, đều là nguyên nhân làm cho chúng tôi bị thiêu đốt dữ dằn. Trong mỗi sự việc đó, đặc biệt chúng tôi thấy một khía cạnh, đó là khía cạnh ân sủng. Ân sủng mà chúng tôi đã khinh chê,
Điều đó làm cho hình khổ chúng tôi trở nên khủng khiếp, không bút nào tả xiết. Thứ sáu, ham mê thú vui trần gian. Một hôm nhân lúc nghỉ trưa, chị đưa tôi vào thánh đường trong bệnh viện, và một việc xảy đến làm cho tôi suýt nữa ăn năn trở lại. Đó là sự việc tôi đã khóc. Nhưng một lần nữa, những thú vui trần gian lại như một thác nước làm ân sủng nơi tôi trôi mất. Chẳng khác gì hạt giống tôi bị chết ngộp giữa bụi cai. Thứ bảy, tôn thờ vật chất. Đối với tôi, quần áo, đồ đạc, sang trọng, những cuộc đi chơi mát, đi du lịch bằng xe hơi và những thú tiêu khiển khác tương tự mới là những điều quan trọng. Đối với tôi, sự tôn thờ chàng mê đã trở nên như một tôn giáo sống động. Thứ tám, những lời nói phạm đức bác ái. Tôi rất bực với cô bạn kia, sau khi ở nhà thương về cứ cuốn lấy chàng như một người mất hồn. Tôi đã có cách làm cho chàng chán ghét cô ta, bằng những lời nói lạnh lùng, bề ngoài có vẻ xây dựng, nhưng bề trong chứa đầy nọc độc. Những tâm tình như thế, những thái độ như thế sẽ có hậu quả chắc chắn đem ta xuống hỏa ngục. Những tâm tình đó thật là quỷ quái, theo ý nghĩa chính xác. Thật quỷ quái. Thứ chín, được phần thưởng đời này. Chỉ có một sự việc làm cho tôi hết ngoan cố, hết cố chấp trong đảng tội lỗi. Đó là một cơn đau đớn triền miên và nặng nề. Nhưng cơn đau khổ đó đã chẳng xảy đến. Bây giờ chỉ có hiểu ý nghĩa câu nói, Thiên Chúa sửa trị những kẻ Ngài yêu không? Bởi vậy, khi ta thấy một người chẳng có tinh thần đạo đức, đầy tội lỗi, đủ các tính mê nết xấu, thế mà lại được nhiều điều may mắn như làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, con cái học hành làm nên, sức khỏe dồi dào, vân vân. Khi ta thấy cảnh trái ngược trên đây, ta nên nhận định rằng người đó tốt số, rất có thể chỉ là người đang lãnh phần thưởng đời này, thay vì sẽ lãnh phần thưởng đời sau. Thứ 10. Buông thả theo chiếc cám dỗ. Có một hôm chị đã nói với tôi rằng, Anna, chị cứ việc đi xưng tội đàng hoàng rồi mọi sự sẽ tốt đẹp. Tôi cũng biết như vậy, nhưng thế gian ma quỷ xác thịt đã kềm chặt tôi trong nanh vuốt của chúng. Trước kia tôi không bao giờ tin có ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng bây giờ tôi xác nhận ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến những kẻ sống trong tình trạng như tình trạng tôi hồi đó. Người ta ít khi thấy quỷ ám một cách lộ liễu bề ngoài, nhưng trái lại có rất nhiều quỷ ám trong tâm hồn. Tôi cũng ghét cả Satan, nhưng nó làm cho tôi hài lòng, vì nó đang tìm cách làm cho chị phải hư hỏng. Nó và các tay chân thủ hạ của nó, các thần dữ cùng sa ngã với nó khi bắt đầu có thời gian. Chúng nhiều vô kể và đi dạo quanh khắp trần gian, nhảy múa như một đám ruồi, nhưng vần chị lại không nhìn thấy chúng. Thứ 11. Bịt tai trước tiếng Chúa. Một điều kỳ lạ là sáng hôm đó tôi không thể giải thích được ý tưởng này đến với tôi. Mày chỉ còn có thể đi lễ một lần này nữa. Ý tưởng đó vang dội trong tâm trí tôi như một lời van xin. Tiếng trả lời cương quyết và rõ rệt của tôi là không, đã cắt đứt dòng tư tưởng đó. Tôi nghĩ cần phải chấm dứt việc đi lễ như vậy, và tôi sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc này. Chương thứ 13. Hình phạt hỏa ngục. Hình phạt mất hưởng Thiên Chúa, thất khổ, giác khổ đời đời. Lửa hỏa ngục. Lời An viết trong bức thư hỏa ngục gửi cho Clara như sau. Tôi xin nói với chị rằng lửa hỏa ngục không có tính cách là một hình phạt tâm hồn đâu. Lửa ở đây là lửa thật. Ta cần phải hiểu đúng từng chữ câu nói trong phúc âm rằng, hỡi những kẻ vô phúc, hãy tránh xa khỏi mặt ta và đi vào lửa đời đời. Lửa hỏa ngục, Chúa đã nhắc đến lửa hỏa ngục nhiều lần. Trong tin mừng Thánh Matthew đoạn 5, đoạn 18,
Tin mừng Thánh Marco đoạn 9 và Thánh Matthew đoạn 25. Các nhà thần học đồng ý rằng lửa hỏa ngục là lửa thật, không thể có lửa thiêng liêng, bởi lẽ không thể có vật thiêng liêng. Hình phạt cực nhất, hình phạt đau đớn nhất của chúng tôi là biết chắc sẽ không bao giờ được thấy mặt Chúa. Tại sao? Những người trên dương thế không thấy Thiên Chúa mà họ đâu có đau đớn gì. Khi con dao còn nằm trên bàn, người ta không cảm thấy đau. Người ta chỉ thấy nó sắc bén hay không, chứ người ta không cảm được sự sắc bén. Nhưng khi nó đâm phập xuyên qua người chị mới kêu la đau đớn. Bây giờ chúng tôi đau khổ vì mất Thiên Chúa, còn trước kia chúng tôi chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi. Nhà thần học đầu tiên đưa ra quan điểm này là Thánh Gioan Kim Khẩu. Khi người ta bị luận phạt sa hỏa ngục, thì hiển nhiên là mất nước thiên đàng. Mất đây là hình khổ nặng nề nhất. Tôi biết rằng nhiều người nghe nói đến hỏa ngục là đã rùng mình run sợ. Nhưng đối với tôi, sự mất nước thiên đàng mới là điều thực đáng kinh sợ hơn những hình khổ trong hỏa ngục. Hỏa ngục thực ra cũng là điều không thể chịu đựng được, là hình khổ đáng kinh sợ. Vì dầu có một nghĩa hỏa ngục đe dọa, cũng chẳng thấm vào đâu nếu so sánh với sự mất vinh quang trên trời. Thật là cực hình nếu bị Chúa Kitô ghét bỏ và phải nghe lời Ngài phán: ta không biết các ngươi, và bị Ngài quở trách, đã chẳng cho Ngài ăn khi đói. Thà rằng bị sét đánh ngàn lần, còn hơn là thấy gương mặt dịu hiền của Chúa quay đi, và thấy đôi mắt nhân từ nhìn ta một cách giận dữ. Hỏa ngục tràn đầy bóng tối. Mới đây một giáo sư tâm lý học tại Đại học đường Princeton, Hoa Kỳ, đã thực hiện một cuộc thí nghiệm tâm lý học như sau. Ông nhốt thử 100 người vào phòng kín mít, hoàn toàn tối tăm. Những người này đều là những người tình nguyện giúp ông thí nghiệm. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi để có thể ăn ngủ trong đó nhiều ngày. Có máy liên lạc với bên ngoài để phòng khi có điều chi cấp cứu. Hoặc khi có ai không chịu nổi mà đòi ra, thì người ta mở cửa cho ra ngay. Đặc biệt là phòng hoàn toàn tối thui và không có đồng hồ để coi giờ. Những người bị nhốt trong đó cũng không ai được đeo đồng hồ. Mục đích của cuộc thí nghiệm là để xem sức chịu đựng của con người đến mức nào trong một nơi thiếu ánh sáng và thiếu hẳn dụng cụ đo thời gian. Sau 4 ngày thí nghiệm, vị giáo sư Vernon đã đi đến một kết luận như sau: bộ óc của con người không thể chịu nổi bóng tối lâu ngày, mà đồng thời không có ý niệm đo lường thời gian. Bóng tối làm cho tâm trí con người đau khổ. Nếu kéo dài nhiều ngày, sẽ làm cho con người không thể chịu đựng được. Kết luận của giáo sư Vernon đã nói lên phần nào ý nghĩa về cực hình của các linh hồn bị giam trong bóng tối tuyệt đối của hỏa ngục. Bóng tối này không kéo dài 4 ngày, hay 4 tháng, 4 năm. Trái lại, nó kéo dài muôn đời muôn kiếp, hỏa ngục đời đời. Kẻ mà Thiên Chúa chỉ đến với nó như một trận cuồng phong, như một đấng trừng phạt, như một vị báo thù công minh. Vì một ngày kia Ngài ruồng bỏ nó như chính tôi đã bị ruồng bỏ, thì kẻ ấy chắc chắn chỉ biết oán ghét Ngài, oán ghét với tất cả lòng hung bạo độc ác, oán ghét đời đời. Oán ghét Ngài với cả sự quyết tâm một cách hăng say tự do, quyết tâm xa lìa Ngài. Khi chết chúng tôi đã để linh hồn lìa khỏi xác, với một quyết tâm như thế, giờ đây chúng tôi không rút lại và chẳng bao giờ rút lại quyết tâm đó. Bây giờ chỉ có thể hiểu tại sao hỏa ngục lại tồn tại đời đời kiếp kiếp không. Hỏa ngục tồn tại muôn đời chính là vì không bao giờ chúng tôi từ bỏ được lòng ngoan cố đó. Hỏa ngục đời đời có bất công không? Hình phạt hỏa ngục có tính cách vĩnh viễn. Sự đó làm nhiều người vấp phạm vì cho là trái công bằng và lòng nhân từ của Chúa. Chúa ra hình phạt đời đời cho những tội ngắn ngủi. Xin trả lời. Thứ nhất, điều đó sẽ bất công nếu người ta bị đầy vào hỏa ngục vì những tội không quan trọng, phạm vì nhẹ dạ và không biết. Nhưng không phải vậy.
chỉ những kẻ phạm tội trọng, nghĩa là họ biết rõ ràng họ tự do lỗi luật Chúa trong điều nặng, họ cố tình từ chối Chúa cho đến cùng mới bị sa vào hỏa ngục. Thứ hai, điều đó sẽ bất công nếu người bị đày vào hỏa ngục không được cảnh báo trước. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa đã phái con một của Ngài là Đức Kitô chỉ vẽ cho con người biết đường sống. Chúa đã lập giáo hội để phổ biến lời Ngài, kêu gọi khắp nơi và ban cho những phương tiện để đạt tới. Còn những kẻ sống trên trần gian không biết đến Chúa, cũng không biết giáo hội, họ sẽ được phán xét theo lòng ngay của họ. Thứ ba, điều đó sẽ bất công nếu Thiên Chúa không ban cho mọi người những phương tiện đủ để được rỗi linh hồn. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Thực ra không phải chính Thiên Chúa đẩy xuống hỏa ngục, nhưng chính tội nhân cứng lòng tự đẩy mình. Chúng ta thực là chủ định mệnh của chúng ta có tự do, Chúa nhẫn nại chờ đợi. Ngài không muốn một ai phải chết, nhưng muốn mọi người ăn năn trở lại. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 4 từ chương 14 đến hết chương 17 và phần phụ lục thứ nhất đến phần phụ lục thứ 5. Xin gửi đến quý vị loạt bài Tại sao phải vào hỏa ngục? Chương 14. Tại sao xuống hỏa ngục? Câu chuyện thứ nhất, cô gái mại dâm. Câu chuyện này xảy ra tại thủ đô Roma, mấy ngày trước lễ truyền tin, vào năm 1873, nơi căn nhà của các cô gái làng chơi, hành nghề mại dâm. Có một cô gái bị thương nơi tay, vết thương ban đầu tưởng nhẹ, bỗng trở nặng, cách bất ngờ. Cô gái được đưa vào nhà thương và qua đời ngay đêm ấy. Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác không hay biết gì về điều chẳng lành xảy đến cho bạn mình ở nhà thương. Nhưng cô cất tiếng hét ầm ĩ gây xáo trộn trong nhà và làm náo động các căn nhà chung quanh. Không ai làm cho cô im được, người ta phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Sau cùng cô kể cho mọi người nghe như sau. Người bạn gái qua đời ở nhà thương hiện về với thân mình rực lửa và nói với cô rằng, tôi bị trầm luân muôn kiếp trong hỏa ngục, vậy nếu cô không muốn bị cùng số phận như tôi thì hãy tức khắc rời bỏ cái chốn nhơ nhớp này và trở về cùng Thiên Chúa. Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong cho trời mau sáng để cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi người ngỡ ngàng và kinh ngạc hơn nữa khi sáng sớm hôm sau nhận tin cô gái bị thương nơi tay đã qua đời trong đêm ấy tại nhà thương. Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ lâm trọng bệnh, nghĩ tới cuộc hiện về của cô gái khốn khổ bị rơi xuống hỏa ngục. Bà hồi tâm và ăn năn thống hối, bà xin rước linh mục đến để nhận lãnh các bí tích. Giáo quyền liền cử một linh mục thánh thiện, đó là đức ông Siroli, cha sở nhà thờ San Salvatore in Lora. Trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, đức ông Siroli bắt buộc bệnh nhân phải công khai
phản cung các lời bà đã xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải long trọng từ bỏ việc điều hành căn nhà mại dâm nhục nhã này. Bệnh nhân khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của vị linh mục. Bà sốt sắng lãnh các bí tích sau cùng và chút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn thể dân thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có một không hai. Câu chuyện thứ hai về cô Vũ Thủy ở Cái Sắn bị sa hỏa ngục. Tôi có dịp nghe cuốn băng ghi lại cuộc trừ quỷ do linh mục Giuse Nguyễn Trinh Đức tại Kinh Tám Cái Sắn, miền Nam Việt Nam ghi lại. Vì là trường hợp công khai và cha Trinh Đức đã loan truyền để làm gương, nên chúng tôi xin phép kể lại trên báo Mẹ cùng với mục đích của Ngài. Năm 1992, cô Vũ Thị Thủy, 21 tuổi, đã ăn cắp một số vàng. Nhiều người hồ nghi cho cô, để minh oan cô Vũ đã vứt tràng hạt và tượng Chúa bị đóng đinh xuống đất, lấy chân đạp lên và dám thề gian là không lấy vàng. Từ giây phút đó, cô Vũ hầu như bị quỷ ảnh hưởng nặng. Cô Lê Thị Dung rất ghét cô Vũ, vì cô này dám bồ bịch với cậu Tuất là em ruột cô Lê. Cô Lê đã chửi rủa mỗi lần gặp cô Vũ rằng mày là đồ chó, mày không xứng đáng với em trai tao, mày xéo đi, cút đi. Vì quá căm phẫn với cô Lê, lại bị quỷ phẫn uất xúi bẩy, cô Vũ đã cố ý tự tử. Cô uống một ly cối thuốc sát trùng hiệu Monitor, và chỉ trong chừng 5 phút thì cô Vũ đã dẫy chết. Sau đó quỷ đã xúi bẩy cô Lê đi phá mạ của cô Vũ. Việc này gây phẫn uất cho nhiều người. Ngay sau khi tự tử, cô Vũ đã nhập vào mẹ cô và xưng thú. Con đã bị sa hỏa ngục, con đã ăn cắp vàng lại còn thề gian. Vì tội căm phẫn với cô Lê nên con đã cố ý tự tử. Vào dịp Tết năm 1995 và sau đó cô Vũ lại nhập vào cậu Lộc hai lần. Cha Trinh Đức đặt hộp thánh thể lên đầu cậu Lộc để trừ cô Vũ ra khỏi. Với lệnh cấm cô Vũ không được tái nhập nữa, cậu Lộc sợ quá nên cha Trinh Đức dạy cách đề phòng. Mỗi khi thấy đôi môi bắt đầu run run lên là dấu hiệu quỷ sắp muốn nhập, nên phải lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này: lạy Chúa Thánh Linh, lạy Mẹ Maria, xin bảo vệ hồn xác con. Đây là kinh nghiệm cha Trinh Đức đã từng gặp trong những lần ngài trừ quỷ xong, trích trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 263 vào tháng 11 năm 1999. Câu chuyện thứ ba, giáo dân tố cáo linh mục, do Sơ Kim Anh Cali kể chuyện này. Sau năm 1975, tại xứ kia có một phụ nữ công giáo muốn lấy điểm, đã tố cáo cha xứ. Cha xứ bị bắt đi tù, xứ đạo không có người coi sóc. Nhiều linh hồn thiệt thòi, nhất là khi chết không được lãnh các bí tích cuối đời. Sau ít lâu, người phụ nữ tố cáo kia chết, không rõ lý do. Buổi tối khi gia đình con cháu đang đọc kinh cầu nguyện cho bà ta, thì một con chó đen ở ngoài sồng sộc chạy vào. Mọi người rợn tóc gáy, nghe rõ lời này, đừng cầu nguyện cho tao nữa, tao mất linh hồn rồi. Tao đã tố cáo cha xứ, cha bị đi tù, nhiều linh hồn bị thiệt. Nói xong, con chó chạy ra đi mất. Con cháu ngồi đó, không ai còn hồn vía nào đọc kinh tiếp. Câu chuyện thứ bốn, xưng tội ăn năn không thành thực. Trong cuốn sách Cuộc đời cha Pio, ngài là người nước Ý, được in năm dấu Thánh Chúa. Ngài được ơn thấy tâm hồn người xưng tội. Sách kể rằng, một hôm ngài đang nói chuyện với một bà có ông chồng vừa qua đời. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và hai con nhỏ để sống với một phụ nữ khác trong 3 năm. Bất tình lình ông bị ung thư. Trước khi ông chết, bà vợ này khẩn khoản xin ông lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Ông nhận lời. Người đàn bà nhỏ nhắn và đơn sơ này đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi cha Pio rằng, thưa cha, linh hồn chồng con bây giờ ở đâu?
Cha Pio nhìn bà với đôi mắt âu lo, hình như ngài cảm nhận được sự buồn phiền trong tâm hồn của bà. Ngài nói khẽ, linh hồn chồng bà đã bị án phạt đời đời. Người phụ nữ lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn tràn. Cha Pio nói tiếp một cách buồn bã. Khi nhận các bí tích sau cùng, ông ta đã giấu nhiều tội. Ông không ăn năn hối lỗi, cũng không quyết tâm chừa cải. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót Chúa, vì ông muốn hưởng hết lợi lộc của đời này, rồi sau đó mới quay về ăn năn thống hối, nhưng không còn giờ cho ông. Trước khi bà ra về, cha Pio hết sức an ủi bà, nhưng suốt ngày những điều ấy trờn vờn trong tâm trí ngài vì một người đã bị hư mất. Trích tác phẩm Cuộc đời cha Pio. Chương thứ 15. Những cách tránh vào hỏa ngục. Những phương thế khỏi xa hỏa ngục. Thứ nhất, đến cùng Chúa thương xót. Xưng tội rước lễ 9 thứ 6 đầu tháng, khi hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque tại tu viện thăm viếng tỉnh Paray-le-Monial, nước Pháp, trong tuần trước lễ kính mình Thánh năm 1676, Chúa Giê-xu đã hứa điều sau cho những ai tôn thờ Thánh Tâm Chúa. Cha sẽ ban ơn thống hối lúc sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp. Thứ hai, tôn sùng lòng thương xót Chúa. Ảnh lòng thương xót, cha hứa cho linh hồn nào tôn kính ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ chiến thắng mọi kẻ thù trên thế gian, nhất là trong giờ chết. Chính cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của cha. Nhật ký thứ 48. Dự lễ Chúa tình thương, tức là Chúa của lòng thương xót. Lần khác Chúa lại nói, cha ước ao Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh sẽ là lễ lòng thương xót, và Chúa hứa cho những ai dự thánh lễ này một ơn thật lớn lao. Ai đến gần mạch suối ban sự sống trong ngày lễ này sẽ được ơn tha thứ trọn vẹn tội lỗi và các hình phạt bởi tội mà ra. Nhiều linh hồn bị hư đi, dù cha đã chịu khổ nạn đắng cay, cha ban cho chúng hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi là hãy trông cậy vào lòng thương xót của cha. Nếu chúng không tôn thờ lòng thương xót của cha, chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Nhật ký thứ 965 và 988. Lần hạt lòng thương xót Chúa. Ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935, Chúa phán, con hãy dùng tràng chuỗi và đọc như sau. Trước hết con đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh tin kính. Nơi hạt nhỏ con đọc, lạy cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giê-xu Ki-tô, là con rất yêu dấu cha là Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nơi mười hạt nhỏ con đọc, vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giê-xu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Sau cùng con đọc, lạy cha chí thánh, đấng toàn năng, đấng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại vào giờ chết. Các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này như hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi. Tội nhân cứng lòng nhất nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng thương xót vô cùng của cha. Linh hồn nào đọc tràng chuỗi tình thương này sẽ được tình thương cha ôm ấp trong cả cuộc sống, và nhất là trong giờ chết. Nhật ký thứ 754 và 848. Khi tràng hạt lòng thương xót này được đọc bên cạnh người hấp hối, thì cơn giận của Chúa sẽ dịu lại. Lòng thương xót không thể dò được của Chúa sẽ mở ra cho linh hồn ấy. Cha vui lòng ban mọi ơn họ xin khi đọc tràng chuỗi tình thương này, nếu những ơn ấy hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1731. Cầu nguyện vào giờ lòng thương xót. Vào tháng 10 năm 1937 tại Krakow, Chúa Giê-xu muốn Sơ Faustina vào nhà nguyện đi đàng thánh giá, hay ít ra viếng mình thánh lúc 3 giờ chiều. Con thường nghe chuông đổ 3 giờ, hãy hoàn toàn dìm mình con vào lòng thương xót cha, thờ lạy và tôn vinh lòng thương xót ấy, khẩn cầu Chúa toàn năng cho cả thế giới.
đặc biệt cho các tội nhân khốn khó vào giờ này. Tình thương của cha sẽ mở rộng cho các linh hồn. Nhật ký 1572. Vào giờ này, con có thể xin mọi ơn cho con và cho các linh hồn. Đây là giờ ơn phúc cho cả thế giới. Tình thương thắng công lý. Truyền bá, lòng Chúa thương xót. Cha mong ước các linh mục giao giảng lòng thương xót lớn lao của cha cho các tội nhân. Tội nhân đừng sợ đến gần cha. Ngọn lửa thương xót thiêu đốt cha, kêu gào được tiêu tán. Cha muốn tuôn đổ xuống cho các linh hồn. Sự bất tín của các linh hồn xé nát tim cha. Sự bất tín của các linh hồn được kén chọn càng làm cho cha đau đớn hơn. Dù tình yêu vô cùng của cha đã tỏ cho họ, họ vẫn không tin cậy cha. Cả cái chết của cha cũng không đủ cho họ tin cậy. Vô phúc cho những linh hồn đã coi thường những ơn trọng này. Nhật ký thứ 50. Kẻ nào truyền bá lòng thương xót lớn lao của cha, chính cha sẽ bênh vực nó vào giờ nó lìa đời, như vinh quang riêng của cha. Và nếu tội lỗi của nó có đen như đêm tối, khi nó chạy đến cùng lòng thương xót cha, nó dâng cha một lời ca ngợi lớn lao, đó là ca ngợi cuộc tử nạn của cha. Khi linh hồn ca ngợi lòng nhân lành của cha, thì quỷ dữ run rùng và chạy trốn vào ẩn trong đáy hỏa ngục. Nhật ký thứ 378. Linh hồn nào truyền bá lòng tôn kính lòng thương xót của cha, cha sẽ bao bọc nó trong suốt cuộc sống, như mẹ hiền âu yếm con mình. Và tới giờ chết cha sẽ không phán xét chúng, nhưng cha sẽ nên như đấng cứu chuộc đầy tình thương của chúng. Phúc cho những linh hồn nào suốt đời dìm mình trong vực thẳm tình thương, vì họ sẽ không bị xét xử theo sự công bằng. Nhật ký thứ 379 và nhật ký 1075. Thứ hai, đến cùng Đức Mẹ. Tôn kính trái tim mẹ. Các con đã thấy hỏa ngục nơi các tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu vớt các tội nhân, Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đó là lời Đức Mẹ Fatima phán vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Lần hạt mân côi, lời quỷ thú nhận. Tại thành Carcassonne, nước Pháp, thời Thánh Đa Minh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo lại kiêu ngạo khinh chê kinh mân côi mà Đức Mẹ đã truyền dạy Thánh Đa Minh khuyên dạy mọi người lần hạt. Chúa đã để cho chàng thanh niên đó bị quỷ nhập, chàng bị vật vã đau đớn. Người nhà dẫn chàng đến xin Thánh Đa Minh trừ quỷ ra. Thánh Đa Minh dạy đưa chàng đến nhà thờ và trước mặt đông người ngài hỏi, trên trời không kể Thiên Chúa ba ngôi, còn có ai mà mày sợ hơn cả? Quỷ khóc chu chéo, không chịu nói. Nó xin chỉ nói nhỏ với một mình thánh nhân mà thôi. Thánh nhân không chịu. Ngài sấp mình nài xin Đức Mẹ bắt quỷ nói ra cách công khai. Quỷ miễn cưỡng nói, chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin chúng tôi. Hãy hỏi các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân lại sấp mình xuống nữa, nài xin Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện đến cầm roi đánh quỷ. Mẹ bắt nó phải xưng thật ra cho mọi người nghe. Nó liền hằn học thú nhận. Hỡi mọi người hãy nghe đây. Bà Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Bà có quyền phép bảo vệ kẻ nào kính mến bà khỏi sa hỏa ngục. Ai tôn sùng bà thật lòng thì thoát khỏi tay chúng tao. Mỗi lời bà ấy xin cùng Chúa thì hiệu quả hơn mọi lời cầu của các thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên bà Maria thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có bà Maria thì chúng tao đã phá hủy đạo Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần hạt mân côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về thiên đàng. Trích tác phẩm Tháng Đức Bà. Đức Mẹ đã long trọng tuyên bố ban 15 ơn cho những ai siêng năng lần hạt mân côi, trong khi mẹ hiện ra với Thánh Alano dòng Thánh Đa Minh. Ơn thứ 5, ai trung thành sốt sắng đọc kinh mân côi kính mẹ sẽ không phải hư mất. Ơn thứ 15,
quý mến lần hạt mân côi là dấu chắc sẽ được cứu rỗi. Giữ năm ngày thứ bảy đầu tháng, ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, rước lễ và đọc 50 kinh mân côi với mẹ trong năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp, có ý đền tạ trái tim mẹ. Đeo áo Đức Bà Camelo. Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ đã hứa cùng Thánh Simon Stock bề trên dòng Camelo rằng những ai sùng kính đeo áo Đức Bà này sẽ được cứu thoát khỏi hỏa ngục. Chương thứ 16. Những cách cứu người sống khỏi sa vào hỏa ngục. Thứ nhất, cầu nguyện và hy sinh. Đức Mẹ phán cùng ba em nhỏ thị nhân tại Fatima ngày 15 tháng 8 năm 1917 rằng nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho họ. Thứ hai, làm tác động mến yêu liên lỉ. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Ngày 8 tháng 10 năm 1935, Đức Mẹ phán, con nên nhớ rằng một tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một linh hồn. Vì vậy, con nên đừng bao giờ bỏ tác động mến yêu liên lỉ. Hãy cầu nguyện, Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Đừng để mất giờ mỗi tác động mến yêu liên lỉ có giá trị của một linh hồn. Ngày 20 tháng 6 năm 1940, Chúa lại giải nghĩa. Đây là điều quan trọng và an ủi cho những ai muốn theo chỉ con Solota trên đường nhỏ mến yêu liên lỉ. Chúa nói, tác động mến yêu liên lỉ, Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, bao gồm tất cả các linh hồn trong luyện ngục, các linh hồn trong giáo hội chiến đấu trên thế gian, các linh hồn vô tội, các linh hồn tội lỗi, các linh hồn đang hấp hối, các linh hồn vô thần, và vân vân. Trong nhiều năm, chị Consolata đã cầu nguyện cho người anh là Nicholas và người cậu là Felix Viano được ơn trở lại cùng Chúa. Người anh được trở lại vào mùa phục sinh năm 1936. Tháng 7, Chúa Giêsu nói với Consolata. Consolata nhớ rằng cha không ban cho con Nicholas và Felix để thưởng công đền tội và hy sinh của con, nhưng cha ban hai linh hồn ấy cho con về những tác động mến yêu liên lỉ. Hãy nhớ kỹ, cha chỉ đòi thụ tạo của cha yêu mến cha thôi. Nicholas chết thánh thiện vào tháng 12 năm 1947. Ngày 12 tháng 12 năm 1935, Chúa Giêsu ngỏ ý thích tác động mến yêu liên lỉ hơn các lời kinh nguyện khác. Ngài nói, cha thích tác động mến yêu liên lỉ của con hơn tất cả các kinh nguyện khác của con. Chương 17, lời kết. Trong thời giảng đạo, có lần Chúa Giêsu đã phán, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất phần linh hồn, nào có lợi ích gì? Lấy gì mà đổi lại cho cân? Matthew đoạn 16 câu 26. Chúa so sánh như vậy, thực tế có ai được cả thế gian đâu? Lấy chỗ đâu mà chứa? Mọi tình yêu, mọi danh giá, mọi thứ vui, mọi của cải, vân vân. Thực ra sa hỏa ngục khó chứ không dễ. Không phải sơ ý mà người ta sa hỏa ngục vì Chúa là đấng thương xót linh hồn người ta vô cùng. Ngài chậm bất bình và hết sức khoan dung. Gioan đoạn 2 câu 15. Trong kinh vực sâu ta đọc, nếu Chúa chấp tội nào ai dỗi được, bởi Chúa tôi hằng có lòng lành. Thánh Vịnh 129. Chúa phán qua lời tiên tri Ezekiel rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết,
ý nói xa hỏa ngục, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống trên thiên đàng. Ezekiel đoạn 33 câu 11. Thánh Phaolô viết trong thư gửi Timôthêu: Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Thánh Phêrô viết: Không ai phải chết đời đời nếu biết ăn năn sám hối. Thơ thứ hai Thánh Phêrô đoạn 3 câu 9. Chúa Giêsu đã chết quá đau đớn, quá nhục nhã để lập công quá đủ cứu chuộc loài người. Trước khi người ta chết, Chúa soi sáng thúc giục người ta ăn năn sám hối tội mình để được ơn cứu chuộc. Cho dù chỉ còn vài giây phút mà người ta dục lòng ăn năn sám hối tội lỗi mình vì đã phạm đến tình thương Chúa, thì Chúa cũng tha thứ hết. Ăn năn tội vì đã phạm đến tình thương Chúa, đó là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Chỉ sợ rằng cái chết đến quá bất ngờ, đến nỗi không kịp ăn năn đã tắt thở, đã qua thế giới bên kia rồi. Điều khôn ngoan là luôn tỉnh thức, vì không ai biết khi nào giờ chết đến. Marco đoạn 13 câu 33. Luôn lo cho linh hồn mình sạch tội trọng là tốt nhất. Tóm lại, chỉ có những ai liều lĩnh, gan lì, cố chấp, khinh rẻ ơn Chúa, mất lòng trông cậy, không chịu ăn năn, mới tự đẩy mình vào hỏa ngục mà thôi. Đây cũng là tội phạm đến Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã nói, không được tha cả ở đời này, cả ở đời sau. Matthew đoạn 12 câu 32. Vì trong hỏa ngục họ luôn bùng lên lòng căm hận Thiên Chúa, như Thánh Faustina tả trong Mặc Khải Tư. Họ có bao giờ nữa ăn năn để được Chúa tha? Cậy nhờ lòng nhân lành và quyền phép của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp chúng con. Giêsu, con tin cậy Chúa. Jesus, I trust in you. Phụ lục: Tính cách đời đời của hỏa ngục. Hãy xéo đi cho khuất mặt ta mà vào biển lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Phụ lục 1, bài gẫm thứ 49. Thú vui đê hèn chóng qua, cực hình hỏa ngục bất diệt. Nếu hỏa ngục không phải đời đời thì hỏa ngục chưa phải là hỏa ngục. Vì hình khổ có thời hạn thì chưa phải là hình khổ nặng nề nhất. Trái lại, càng lâu thì hình phạt càng nặng nề. Hỏa ngục kéo dài bao lâu? Đời đời, vô cùng tận. Chúng bị dày vò ngày đêm không bao giờ cùng. Đức tin cho chúng ta biết hỏa ngục tồn tại đời đời. Đó là một sự thật Chúa đã mặc khải rất nhiều lần trong Thánh Kinh. Hỡi bọn bị trúc giữ, hãy xéo ra khỏi mặt ta mà vào biển lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Chúng vào chốn cực hình muôn kiếp. Thư thứ hai Thê-sa-lô-ni đoạn 1 câu 9. Mọi người phải muối bằng lửa. Marco đoạn 9 câu 48. Như muối ướp giữ các vật khỏi hư, lửa hỏa ngục dày xéo kẻ giữ, như muối giữ sự sống. Thánh Bernardo nói lửa đốt cháy nhưng lại luôn luôn bảo vệ. Thật dại dột cho những ai vui chơi thỏa thích được một ngày để phải khóa chặt trong chốn tù đầy những 20-30 năm. Nếu hỏa ngục chỉ tồn tại nhiều nhất là một năm, hay chỉ 2-3 năm, thì cũng dại dột cho những ai hưởng vui thú đê hèn trong chốc lát để chịu thiêu đốt đến 2-3 năm. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, kẻ giữ phải phạt không phải 100 năm hay 100.000 năm, mà đời đời chịu khổ cực trăm bề không bao giờ cùng. Các thánh xưa có lý để sợ hãi, run rẩy mỗi khi sống nguy hiểm đến phần rỗi. Dù sống cuộc đời nhiệm nhặt, ăn chay đánh tội, tiên tri Isaiah cũng đã kêu lên: Bất hạnh cho tôi, vì tôi chưa được hoàn toàn tự do để tránh khỏi cái nguy hiểm đáng kinh hãi nhất là bị sa hỏa ngục. Lời dạy cậy trông. Lạy Chúa,
bao phen con đáng phạt trong hỏa ngục, nhưng sau đó Chúa cứu con ra khỏi. Con sẽ biết ơn Chúa ngần nào, và ngay sau khi ra khỏi hỏa ngục, con sẽ sống đời sống đạo đức biết bao, nhưng Chúa lại giữ gìn con khỏi xa xuống đó. Con phải làm gì đây để đáp lại lòng nhân hậu của Chúa? Phải chăng con cứ xúc phạm đến Chúa thêm, chọc giận Chúa, để con phải thiêu đốt trong hỏa ngục với những kẻ phản nghịch khác chăng? Lạy Đấng cứu chuộc con, trong quá khứ thay vì dùng thì giờ Chúa cho để thống hối tội lỗi con đã dùng thì giờ đó phản bội Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ lòng nhân lành vô biên của Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con. Nếu lòng từ bi của Chúa không vô biên, Chúa không thể chịu đựng quá lâu dài đến thế. Con cảm tạ Chúa vì đã chiếu ánh sáng trên con, để con nhận thức được đời sống khốn nạn của con, và con quyết chí từ nay sửa chữa lại những lỗi lầm xưa. Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng ăn năn các tội lỗi đã phạm. Xin Chúa đổ ơn lành xuống trên con. Bây giờ con sợ nhất là phạm thêm một tội trọng nữa, và Chúa từ bỏ con. Lạy Chúa, xin Chúa luôn để trước mắt con niềm sợ hãi đó, để con quyết tâm chống lại mỗi khi bị ma quỷ cám dỗ. Con yêu mến Chúa và không bao giờ con dám lạc xa Chúa nữa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp con thắng lướt các trước cám dỗ. Mẹ là nguồn cậy trông của con. Amen. Phụ lục thứ 2, bài gẫm thứ 50. Hỏa ngục tồn tại muôn đời, không còn lối thoát. Những ai đã vào hỏa ngục sẽ đời đời không thể thoát khỏi. Ý nghĩ đó làm cho vua David phải nói trong run sợ. Chớ để dòng nước ngập đầu tôi, chớ để vực sâu không đáy dìm ngập tôi đi, và trên đầu tôi miệng giếng đóng ập lại. Thánh Vịnh 69 câu 16. Những kẻ bị đoán phạt, một khi bị lăn nhào xuống biển lửa hỏa ngục, cửa đóng lại và không bao giờ mở ra cho họ nữa. Eusebio Emiceno nói, hỏa ngục chỉ có một đường đi xuống và không có đường đi lên. Khi còn sống ở trần gian, những kẻ tội lỗi luôn hy vọng gặp thuốc chữa. Nhưng một khi đã chết với tội lỗi rồi, tất cả nguồn hy vọng của họ đều chấm dứt. Luôn luôn kẻ dữ thấy rõ ràng trước mặt bản án phạt. Trong số những kẻ nằm ngủ trong lòng đất, kẻ này thức dậy được hằng sống, kẻ khác chuốc lấy ô nhục, làm đồ gớm ghiếc đến muôn đời. Daniel đoạn 12 câu 2. Tertullian kêu lên, họ chịu đựng thống khổ mãi mãi không hề dứt. Hình phạt được công bố, tiếng sấm sét của người rầm rộ, chớp lòe lên làm rạng cả dương gian, đất rung lên đòi cơn mưa dãy ruộng. Thánh Vịnh 77 câu 19. Chúng ta hãy kinh sợ lời nguyền rủa phát ra từ miệng Đấng thẩm phán chí công. Hỡi những kẻ bị trúc giữ, hãy xéo ra khỏi mặt ta mà xuống biển lửa đời đời. Tại sao hỏa ngục tồn tại muôn đời? Hỏa ngục còn nhẹ đối với một tội trọng, như lời Thánh Bernardino Siena. Mỗi một tội trọng là một lời nguyền rủa vô cùng đối với Thiên Chúa, và một lời nguyền rủa vô cùng đòi hỏi một hình phạt vô cùng. Hơn nữa, các sự đau khổ trong hỏa ngục phải được tồn tại muôn đời. Trước hết, vì những kẻ dữ không bao giờ rửa sạch tội mình, sống ở trần gian, kẻ tội lỗi nhờ công nghiệp Chúa Giêsu có thể xóa bỏ hết tội lỗi sau khi thống hối ăn năn. Nhưng một khi bị luận phạt trong hỏa ngục, họ không còn được hưởng công nghiệp của Chúa, nên họ không bao giờ còn làm đẹp lòng Chúa được nữa. Vì thế, tội lỗi họ tồn tại đời đời, đòi phải có hình phạt đời đời. Không ai trong bọn họ có thể gỡ nạn, thế là xong cho đến đời đời. Thánh Vịnh 49 câu 8 đến câu 9. Ben Lua Sensit kêu lên, ở hỏa ngục,
tội nhân muôn đời phải phạt, không bao giờ được tha. Thánh Augustino nói, ở đó tội nhân không thống hối được nữa. Thiên Chúa hằng nghiêm khắc đối với họ. Họ đời đời mang bản án của Giave, Malachi đoạn 1 câu 4. Dầu Chúa muốn tha cho họ đi nữa, cũng không tha được, vì họ luôn ở trong tình trạng phản nghịch với Ngài. Thánh Jerome kêu lên, họ luôn ước ao chớ gì được phản nghịch với Chúa nhiều hơn. Họ không bao giờ muốn sửa chữa những lỗi lầm. Nỗi sầu khổ của tôi kéo dài liên miên, và vết thương của tôi quá hiểm, vô phương cứu chữa. Jeremia đoạn 15 câu 18. Lời nguyện cậy trông. Lạy Chúa đấng cứu chuộc con, Chúa là đấng đã chết để chuộc tội con, Chúa là đấng đã yêu mến con vô vàn. Nếu bây giờ con ở trong hỏa ngục, là đời đời con thù ghét Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ lòng từ bi mà tha thứ các lỗi lầm cho con. Con xin yêu mến Chúa hết lòng. Con lo buồn vì đã phản nghịch cùng Chúa là đấng tốt lành vô biên. Con mến Chúa hết lòng. Lạy Chúa Giêsu, có người bạn nào như Chúa đã chịu đau khổ để con được sung sướng? Con thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ che chở con dưới cánh tay mẹ để con đừng lạc xa Chúa, đừng thù nghịch với Chúa và với mẹ nhân lành. Amen. Phụ lục thứ 3, bài gẫm 51, đời đời hỏa ngục vẫn còn, cảnh khổ bất diệt. Sống ở trần gian, những kẻ tội lỗi sợ chết nhất, nhưng một khi đã trầm luân trong hỏa ngục, họ lại ước ao chết hơn ai cả. Chúng sẽ tìm sự chết, nhưng chúng không tìm được. Chúng ao ước chết, nhưng sự chết trốn chạy khỏi chúng. Apoc, đoạn 9 câu 6. Lấy hình ảnh đàn chiên ăn lá cỏ để gốc lại, Thánh Bernardo giải thích rằng các hình khổ trong hỏa ngục dày vò các tội nhân sắp chết, nhưng vẫn để tội nhân sống trong đau thương tột độ đến muôn đời ở dương thế. Những người phải chết trong đau khổ, ai cũng tỏ lòng thương xót họ. Trái lại trong hỏa ngục, kẻ dữ bị hành hạ hết sức từng giây phút, nhưng không một ai tỏ lòng thương họ. Hoàng đế Zeno bị giam trong ngục tối, hằng kêu lớn tiếng rằng, cứu tôi với, xin thương cứu thoát tôi. Nhưng không một ai nghe hoàng đế và ngài đã chết vì thất vọng. Thánh Cirilio, thành Alessandro nói rằng, các tội nhân cũng từ đáy hỏa ngục thét to lên, nhưng không một ai xót thương mà đến cứu thoát họ. Khi nào các hình khổ hỏa ngục chấm dứt, đời đời kiếp kiếp, cha Signori ghi lại trong sách Thiêng Liêng, câu chuyện một thanh niên ở Roma bị quỷ ám. Có người hỏi quỷ phải chịu hành hạ trong hỏa ngục bao lâu. Nó đập tay xuống ghế trả lời với giọng căm tức tột độ. Đời đời. Các chúng sinh Roma hiện diện ở đó, sợ hãi kinh khủng, đã ăn năn tội chung và thay đổi hẳn cuộc sống vì hai chữ đời đời. Thà hình khổ hỏa ngục gấp trăm lần nhưng có thời hạn. Hỏi một quỷ khác đã chịu cực hình trong hỏa ngục thời gian bao lâu, nó trả lời rằng, nếu các ông bà hiểu được ý nghĩa hai chữ đời đời, thì 5-10 ngàn năm cũng kể như một chốc lát. Thế hệ này đến thế hệ khác qua đi, hỏa ngục cũng kể như mới bắt đầu. Các tội nhân ước ao được Chúa giáng thêm nhiều hình khổ bao nhiêu cũng được, miễn là được chịu khổ trong một thời gian. Nhưng ai còn ấn định thời gian dài ngắn với họ? Tiếng kèn công thẳng của Chúa luôn gióng lên, đời đời kiếp kiếp không bao giờ chấm dứt. Các kẻ dữ hỏi, đây là giờ thứ mấy, đêm tối này? Isaiah đoạn 21 câu 11. Khi nào hết đêm tối mù mịt này? Khi nào tiếng hí inh ỏi, ngọn lửa thiêu đốt và các đau khổ chấm dứt? Không bao giờ. Không bao giờ.
Các khổ cực quá đỗi này kéo dài trong bao lâu? Đời đời, kiếp kiếp. Lạy Chúa, xin Chúa ban ánh sáng cho những ai mù lòa về mặt thiêng liêng, để nhận chân được rằng họ không đủ can đảm chịu cảnh giá lạnh, chịu đựng sức nóng trong phòng nóng hổi, để họ không còn cố chấp trong tội lỗi, để phải gánh chịu biển lửa hỏa ngục, chịu trăm ngàn khổ đau cực độ, bị Chúa và mọi người ruồng bỏ đến muôn đời. Lời nguyện cậy trông. Lạy Cha nhân lành, Cha không từ bỏ những ai tìm kiếm Cha. Đã bao phen con quay lưng lại với Cha, và Cha không nỡ từ bỏ con. Nay con đang tìm kiếm Cha, xin Cha đừng bỏ con. Lạy Cha, con thống hối ăn năn vì đã lãng phí bao hồng ân Cha đổ xuống trên con. Xin Chúa nhìn đến các thương tích con Chúa đã chịu và tha thứ cho con. Lạy Đấng cứu chuộc con, nhờ những nỗi đau đớn Chúa đã chịu, xin Chúa quên đi những vong ân bạc nghĩa của con và thương xót tha thứ cho con, để từ nay về sau con được sống trong tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sao con không bừng cháy lửa tình yêu Chúa? Sao con đành lòng chấp nhận biển lửa hỏa ngục đời đời? Lạy Chúa, Chúa đã chết để cứu con thoát biển lửa hỏa ngục. Nếu con đã trầm luân hỏa ngục, con đã thù ghét với Chúa đời đời. Bây giờ con xin yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa mãi mãi. Lạy Đấng cứu chuộc con, xin cứu con thoát cảnh xa lìa Chúa, và xin thực hiện nơi con những gì đẹp ý Ngài. Con chấp nhận mọi hình khổ để con được yêu Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là chốn con ẩn náu, biết bao phen con đã từ đầy ải con xuống hỏa ngục, nhưng Mẹ đã cứu con. Xin Mẹ tiếp tục giúp đỡ con, để con đừng bao giờ phạm tội nữa, vì tội là căn cứ làm cho con mất ơn nghĩa Chúa và phải phạt đời đời. Amen. Trích trong Đường về nhà Cha của Thánh Alfonso Liguori. Phụ lục thứ tư, chuỗi hạt mân côi với lửa hỏa ngục. Câu chuyện thật ly kỳ rùng rợn, nhưng đó là sự thật, vì nếu chúng ta có đức tin hiểu biết được thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Thiên đàng là nơi Chúa thưởng kẻ có công, luyện ngục là nơi Chúa dùng để tẩy rửa kẻ có tội, hỏa ngục là nơi Chúa phạt trầm luân những kẻ bội phạm với Thiên Chúa. Khi suy ngẫm về hỏa ngục và các hình phạt trong hỏa ngục, thì có nhà thần học đã nói, có lẽ Chúa là đấng tốt lành nhân từ vô cùng, có thể sau một thời gian nào đó, Chúa cũng sẽ đổi án phạt trong hỏa ngục. Đó là sự suy luận vô căn cứ. Giáo hội Công giáo đã dạy rõ rằng trong sách Giáo lý câu 1033, chết trong khi đang phạm tội trọng mà không sám hối thì sẽ phải mãi mãi lìa xa Chúa. Và những hình phạt trong đó quả là ghê gớm. Bernice, một kỹ nữ rất nổi tiếng ở Florence, nước Ý, nàng đã dùng nhan sắc mình phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô. Nàng đã khuynh đảo phá tán không biết bao nhiêu gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều bà ghen tương có âm mưu toan sát hại nàng cho thỏa lòng ghen tức. Một hôm Cha Thánh Domenico đến giảng ở Florence, rất nhiều người Công giáo đến nghe. Lẽ tất nhiên là Cha giảng về kinh mân côi và quyền lực của chuỗi hạt mân côi. Benedict đi qua thấy người ta đến quá đông, tò mò nàng cũng vào nghe xem ông cha này nói gì, nhưng không ngờ Chúa thương bài giảng về quyền lực của chuỗi hạt mân côi đã đánh động lòng nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, và làm hại biết bao nhiêu người và biết bao gia đình. Benedict ăn năn thống hối và xin xưng tội với Cha Domenico. Cha giải tội xong truyền dạy lần chuỗi mân côi để đền tội. Được một thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa,
ma quỷ lại đến cám dỗ phá quấy nàng. Chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ, ngựa theo đường cũ. Benit lại trở lại với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin Benit lại theo con đường giang hồ như cũ. Cha thánh Dominico đến khuyên săn nhưng vô ích. Cha bảo, thôi bây giờ để mộ mến chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt mân côi bên mình. Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào, thì Benit cũng sẽ ăn năn trở lại với chuỗi hạt mân côi. Và quả thật trong một đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hỏa ngục và các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Ngài thấy các linh hồn đang phải thiêu đốt với rất nhiều hình phạt, không thể nào diễn tả ra cho xiết bằng ngôn ngữ loài người được. Sợ quá, nàng nghĩ ngay đến chuỗi hạt mân côi mà nàng đang mang trong mình, cũng như các phép màu nhiệm của chuỗi hạt này, mà nàng đã được nghe giảng nhiều lần. Benit rút ngay chuỗi hạt mân côi trong túi áo và quẳng xuống hỏa ngục. Tức thì lửa hỏa ngục liền tắt ngúm. Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi hạt mân côi còn đang ở trong túi. Mừng quá, nhưng mồ hôi toát ra như tắm vì quá sợ. Mấy ngày sau nàng không dậy và cũng không ăn uống gì được. Benit kêu van Đức Mẹ cứu nàng khỏi chết trong lúc này và hứa sẽ ăn năn hối cải, chừa dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần chuỗi mân côi mới có thể dập tắt được lửa tình. Từ đó Benit hàng ngày lần chuỗi mân côi và sống đạo thánh thiện cho đến chết, mặc dù có rất nhiều cơn cám dỗ đến với nàng. Lời bàn, thị kiến được kiểm chứng là do hồng ân của Thiên Chúa ban cho, để người ta được ơn ăn năn trở lại. Cũng như vua nước Galicia trên đây đã được thấy thị kiến mình chết, bị luận án trước tòa phán xét, rồi Đức Mẹ hiện ra cứu giúp. Tỉnh dậy, vua biết mình quá tội lỗi nên ăn năn trở lại cho đến chết. Do đó, thị kiến hay giấc mơ cũng là những báo mộng thuận lợi cho mình biết được hậu vận. Thị kiến của Benit thấy hỏa ngục và quyền lực của chuỗi mân côi làm cho nàng được ơn ăn năn trở lại. Điều này nói lên ý nghĩa rất quan trọng là chuỗi hạt mân côi dập tắt được lửa hỏa ngục. Thì tại sao chuỗi hạt mân côi không cứu được những thiên tai thảm trạng? Sóng thần ở Indonesia, bão Katrina ở New Orleans đã làm chứng cho những sự lạ này. Khi sóng thần tràn vào hơn 30 cây số trong đất liền, tàn phá hủy diệt hầu như tất cả, thì chỉ có một thánh đường kính Đức Mẹ đang có nhiều người tụ tập dự thánh lễ và lần chuỗi mân côi thì được thoát khỏi. Bão lụt tràn vào New Orleans, tất cả mọi nhà đều ngập lụt phải vội vàng di tản. Riêng chỉ có một gia đình vợ chồng con cái học nhau lần hạt thì được bằng an vô sự. Kinh nghiệm bản thân cũng nói lên được những ân huệ do chuỗi hạt mân côi ban. Xe jeep của tôi đậu sát lề đường bên cầu xi măng. Hai bánh xe chúi về phía trước nghiêng hẳn một bên. Chỉ còn một tích tắc là xe lộn nhào xuống sông, sẽ có chết hoặc bị thương. Một lần khác xe qua khỏi chừng 5 giây đồng hồ, thì mìn Claymore nổ tung một đoạn đường. Lần khác nữa, trời mưa tầm tã. Xe jeep của tôi đang đi nhanh. Bốn bánh xe quay tròn, được chớn đâm thẳng vào khu vườn, bay qua hai đợt vòng rào gai kẽm, chúi xuống một hố nước sâu 3 thước. Nằm gọn lõm. Dân làng kéo ra biết chắc thế nào cũng có người chết hay bị thương, nhưng tất cả được bình an vô sự. Kiểm điểm lại thấy trong người có đeo chuỗi hạt mân côi, trong túi quần cũng còn một chuỗi hạt mân côi nữa. Đó là Đức Mẹ mân côi đã cứu chúng tôi khỏi tai nạn chỉ trong gang tấc. Phụ lục thứ 5, có hỏa ngục hay không? Bài của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Ở Âu Châu, tháng 11 là một tháng u buồn ảm đạm nhất trong năm. Khí trời mới vào đông tuy chưa có tuyết rơi, nhưng rất lạnh lẽo giá buốt. Sương mù răng răng dày đặc, và những làn mưa phùn bay phất phơ.
phơ trong từng cơn gió lạnh, làm thấm ướt cả áo măng tô của các khách bộ hành qua lại trên phố xá. Và cũng chính tháng 11 đã được giáo hội chọn làm tháng các linh hồn, nghĩa là thời gian dùng để kính nhớ và cầu nguyện cho các người đã quá cố. Hành động đó đã minh nhiên chứng minh rằng chết không phải là hết, nhưng sau khi chết con người còn tiếp tục sống, và sống một cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng ở đây một câu hỏi được đặt ra là, sau khi từ bỏ cõi đời này, chỉ có thiên đàng là nơi vĩnh cửu duy nhất sẽ đón nhận các người đã quá cố, hoặc còn nơi nào khác nữa? Hay nói rõ hơn, có hỏa ngục hay không? Theo tâm lý tự nhiên ngày nay, đa số người đương thời có khuynh hướng muốn được yên thân sống thoải mái, dễ dãi, chứ không muốn nhắc đến luân lý đạo đức hay tội lỗi nữa. Vì thế họ không muốn đề cập đến vấn đề hỏa ngục, nếu không nói là họ phủ nhận sự hiện hữu của hỏa ngục. Nhưng ít nhất vẫn còn có Sting, tên thật là Gordon Sumner, một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng người Anh, luôn tin có hỏa ngục, một nơi có mặt của mọi thành phần xã hội, từ các quan tòa, các luật sư, các hồng y giám mục, các nhạc sĩ, các ca sĩ, vân vân. Trong một bài hát thuộc loại nhạc kích động Sting đã hát, tất cả đều có mặt ở đây, chứ không phải một mình anh đâu. Bài hát đề cập tới việc vị thánh nhân đã ra sức vất vả chống lại sự cám dỗ về đức trong sạch khi phải đứng trước một phụ nữ nhan sắc quyến rũ. Thật cả là một hiện tượng quá ngạc nhiên, hoàn toàn vượt quan niệm thường tình. Trong hỏa ngục cũng có cả sự hiện diện của những bậc vị vọng, những người khi còn sống đã từng đóng vai trò người bảo vệ luân lý, đạo đức và công bằng. Và theo sự phán đoán bình thường nhân loại, thì họ là những người sau khi chết sẽ được bay thẳng lên thiên đàng. Còn hỏa ngục chỉ là nơi dành cho những kẻ đã phạm những tội ác nặng nề chống lại nhân loại, chẳng hạn như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Nero, Judas, Napoleon, hay những bọn khủng bố, những kẻ giết người như quế, bọn phản bội hay những kẻ cực đoan đã gây nên bao tang thương đau khổ và chết chóc cho hàng triệu người vô tội, tiêu hủy cả một nền văn hóa của nhân loại và không ngừng gieo rắc hận thù, ghen ghét trên khắp thế giới. Cái hố sâu trong hỏa ngục, vâng, theo quan niệm đại chúng thì những kẻ đã gây nên những tội ác như thế cần phải được trừng phạt một cách đích đáng và dựa theo luật công bằng. Sự trừng phạt đó có thể vượt sang cả bên kia thế giới vĩnh cửu nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống cụ thể, người ta thường dùng danh từ hỏa ngục như một cách so sánh hay có tính ẩn dụ để ám chỉ những khó khăn to nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ trong một chuyến đi nghỉ hè xa mà phải ngồi chờ cả ngày tại phi trường hay tại nhà ga xe lửa, hết ngồi rồi lại đứng bởi vì máy bay hay tàu bị trục trặc hay vì một sự cố nào đó xảy ra nên phải hủy chuyến bay hoặc phải đến trễ. Khi khởi công xây nhà mà trời cứ mưa tầm tã cả ngày, khi mọi người trong nhà đau ốm liên miên nhưng tiền dành dụm lại không còn, vay mượn thì không ai cho, hay cảnh phải lam lũ vất vả cả ngày mà kiếm không đủ cơm nuôi gia đình, nhất là trong cuộc sống gia đình hoàn toàn thiếu đầm ấm, không hạnh phúc, vợ chồng lục đục bất hòa với nhau suốt ngày, bấy giờ quả là hỏa ngục. Và người ta mới cảm nhận được sự đau đớn và thất vọng chua xót trong lòng trước niềm khao khát được cơm no áo ấm, được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Nhưng cả khi phải đối mặt với những thử thách và khó khăn vất vả như thế, người ta cũng chưa tin hẳn hỏa ngục như thế là một nơi có thực. Trái lại, người ta đã tương đối hóa hỏa ngục và sử dụng nó như một kiểu chơi chữ, như một nơi giả tưởng để diễn tả một sự chịu đựng đắng cay nào đó mà thôi. Đó chính là điều mà các nhà tâm lý học, triết gia và văn họa sĩ của thế kỷ thứ 20 vừa qua đã làm. Và quan điểm đó của họ đã để lại một ảnh hưởng sâu rộng trong ngôn ngữ cũng như trong tư tưởng của các tầng lớp xã hội. Hỏa ngục được coi như một nơi hoàn toàn và tuyệt đối không có sự hiện diện của Thiên Chúa, dù một lời nói hay một dấu hiệu cũng hoàn toàn không. Đặc biệt nhất là các bức hình thời Trung Cổ trình bày về ngày phán xét chung, mà ngày nay người ta còn tìm thấy trên trần các nhà thờ chánh tòa,
và Vương Cung Thánh Đường cổ hay những bản văn sách Khải Huyền của Thánh Doan Tông Đồ đã vẽ lên một cách rõ ràng và đầy ấn tượng tình trạng của những kẻ bị kết án trầm luân trong hỏa ngục. Trong khi đó, chữ hỏa ngục trong tiếng Do Thái là Gehinnom, hoàn toàn chỉ là nghĩa vùng thống trị của ma quỷ mà thôi, khác với chữ âm phủ là nước của những kẻ chết, mà trong tiếng Do Thái là Seol, cũng khác với các quan niệm Hy Lạp thời thượng cổ về nước của kẻ chết, tức là thế giới tối tăm. Những trình bày về hỏa ngục chỉ muốn nhắm đến cảnh giác và làm cho người xem động lòng lo sợ, hầu họ biết ăn năn sám hối và cải thiện cuộc sống dựa trên ý nghĩa kinh thánh và những lời dạy của Chúa Cứu Thế, ví dụ như thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà trốn mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Trong vùng ảnh hưởng nền văn hóa Tây Phương nói chung, những hình ảnh trình bày về hỏa ngục hay những suy diễn tưởng tượng về hỏa ngục rất đa dạng. Vâng, có khi hỏa ngục được coi như là một nơi của thù oán, có khi lại được coi như một lò lửa cháy bừng bừng đến vô tận, và nhiều khi còn được coi như núi hỏa ngục. Trong cuốn tiểu thuyết nổi danh La Divina Commedia của tác giả Dante Alighieri, một thi hào người Ý còn trình bày hỏa ngục như một cái hố sâu mà Satan đã gây ra khi y bị rơi từ thiên đàng xuống. Các danh họa Kitô giáo đã luôn luôn trung thành với giáo huấn truyền thống của giáo hội, bởi vì dựa theo lời Đức Giêsu trong Phúc Âm, nhiều thánh giáo phụ từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba, ví dụ như Clement de Rome, Irene de Lyon, đã khẳng định rằng người ta không được phép đùa giỡn với một cuộc sống bên kia biên giới sự chết, vì đó là một sự thật minh nhiên. Và sau cái chết chỉ còn lại hai nơi cư trú duy nhất cho con người, hoặc là thiên đàng, hoặc là hỏa ngục. Có lẽ tạm thời còn có một nơi tạm trú thứ ba, đó là lửa luyện tội. Ngoài những thứ đó ra, tuyệt đối không còn bất cứ nơi chốn nào khác. Lời khẳng định, từ hỏa ngục không hề có con đường nào dẫn tới cùng Thiên Chúa, là một quan điểm trải qua bao thế kỷ đã được chứng thực bởi các thị kiến của những vị thần bí như Anna Katharina Emmerich, Anne Schaffer hay Chân Phước Pio. Và trên nguyên tắc, mãi cho đến nay giáo hội vẫn không chối bỏ. Trái lại, trong cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo được phát hành năm 2005, còn được xác định rằng giáo hội dạy rằng có hỏa ngục và án phạt đời đời. Sau khi chết, linh hồn kẻ còn mang tội trọng sẽ xuống hỏa ngục chịu cực hình lửa đời đời. Chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong cuốn sách mới nhất của Ngài nói về Chúa Giêsu thành Nazareth cũng đã xác nhận rằng có hỏa ngục và là nơi vĩnh viễn dành cho những ai chối bỏ tình yêu của Đức Kitô, án phạt đời đời. Tuy nhiên, ở đây người ta cũng có thể chân thành nêu lên câu hỏi: ngày nay còn có bao nhiêu người và bao nhiêu cơ quan đoàn thể trong giáo hội thực sự coi trọng những phát biểu đó? Những nhà thần học khác đã tìm cách dựa theo khoa chú giải kinh thánh để có tính cách phê bình sử quan, đưa ra một con đường trung dung khác, thay vì quan điểm sự cứu rỗi cho muôn loài muôn vật và sự hiện hữu của hỏa ngục. Theo quan điểm này thì hỏa ngục hiện hữu thực sự và như một khả năng thực tiễn, nhưng điều đó không hề có nghĩa là sẽ có một linh hồn nào đó bị lạc đường xa vào chỗ ấy, bởi lẽ tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa thì bao la vô tận, sự chia lìa vĩnh cửu với Thiên Chúa. Các giáo sĩ ngày nay ít đề cập đến hỏa ngục trong các bài giảng của mình, vì họ quan niệm rằng trong vấn đề tín ngưỡng nên tôn trọng sự tự do chọn lựa của con người, hay nói rõ hơn, nên để giáo dân tự do sống đạo theo ý thức của họ, chứ không nên giữ đạo vì sợ hãi khỏi phải xuống hỏa ngục. Một điều không thể phủ nhận được là quan niệm trên đã từ từ làm cho người ta quên đi sự nguy hiểm về cuộc sống xa lìa vĩnh cửu với Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn mọi hạnh phúc của con người. Đồng thời nó dẫn tới một hậu quả khác nữa, đó là khuynh hướng tương đối hóa tội lỗi, nghĩa là chỉ có tội nhẹ chứ không còn có tội trọng nữa,
và điều đó cũng muốn nói rằng con người không còn nguy hiểm, sợ mất sự sống vĩnh cửu nữa. Hay sự im lặng không muốn đề cập tới hỏa ngục như thế, còn có những lý do khác nữa. Phải chăng sự im lặng đó nhắm tránh cho người tín hữu mặc cảm tội lỗi? Bởi vì trong nhiều thế kỷ qua, các bài giảng về hỏa ngục đã làm cho các tín hữu đâm ra áy náy sợ hãi vì lo mất linh hồn. Hoặc phải chăng vì lý do quyền lực, kinh tế hay chính trị mà người ta đã từng làm cho cuộc sống tâm linh của các tín hữu trở thành lệ thuộc và mất tự do? Khi trình bày cho họ hình ảnh về hỏa ngục, nếu sự thể thực sự là như vậy, thì cần thiết phải tìm cách giải quyết ngay cái mặc cảm phiền phức đó. Nhưng phải chăng để làm cho công cuộc phúc âm hóa của giáo hội mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khơi động và cổ vũ trở nên khả tín và khả thi? Nếu như người ta trình bày công cuộc cứu rỗi của Đức Kitô và viễn tượng về nước trời tuyệt đối không được đả động tới những thực tại, ngược lại, hay nói rõ hơn, không được đề cập tới hỏa ngục. Nếu sứ mệnh của giáo hội không chỉ dừng lại nơi những hoạt động thiêng liêng và từ thiện được dành cho mọi tầng lớp xã hội như các đoàn thể từ thiện khác vẫn làm, thì giáo hội cần phải tái khám phá ra sự hiện hữu của hỏa ngục như một biểu hiện sự công bằng của Thiên Chúa, chứ không phải như một dụng cụ để hành hạ hay trả thù. Vâng, mặc dù nói đến hỏa ngục là một điều ít ai muốn nghe, nhưng sự hiện diện của hỏa ngục cũng góp phần vào việc sống trọn tinh thần phúc âm.